Chào tất cả mọi người, tất cả quý vị phụ huynh và các em học sinh. Lời đầu tiên tôi rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian buổi chiều hôm nay để lắng nghe cái buổi chia sẻ từ Học viện Blue Mountains. Chương trình trực tuyến được tổ chức bởi G-Connect Hospitality Education. Bạn thấy là tôi đang ngồi ở tại cầu cảng Sydney. Sau lưng tôi là Opera House. Cái này là một cái tính năng của cái dịch vụ họp trực tuyến. Thực tế thì tôi đang ở Sài Gòn thôi. Tôi đang ngồi ở nhà. Chính xác là tại văn phòng của G-Connect với con kangaroo. Bạn thấy con kangaroo đây là biểu tượng của nước Úc. Đối với các bạn tham gia livestream, tức là các bạn xem trực tuyến, thì các bạn có thể đặt câu hỏi với lại tư vấn viên của G-Connect qua cả hai kênh YouTube và kênh fanpage để tư vấn viên của G-Connect sẽ trả lời những câu hỏi nào mà quý vị có. Đối với những bạn được mời tham gia ở trong cái phần mềm Zoom thì các bạn có thể dùng tính năng giơ tay để đặt câu hỏi hoặc là các bạn có thể đánh câu hỏi vào cái khung tin nhắn nằm phía bên tay phải của màn hình. Ngày hôm nay chúng ta có sự tham gia của đại diện Học viện Blue Mountains ở cả khu vực phía Bắc và phía Nam. Chúng ta có chị Tâm là đại diện của Blue Mountains ở tại khu vực phía Nam, Việt Nam. Chị Sonia là đại diện của khu vực phía Bắc và đồng thời chị Sonia cũng là cựu sinh viên của Blue Mountains trước đây. Một vị khách mời rất là đặc biệt nữa là đó chị là chúng ta có chị Vanessa. Chị Vanessa tên tiếng Việt là chị Hương cũng sẽ tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay để giải đáp những cái câu hỏi, những thắc mắc mà chúng ta có. Và chúng ta sẽ có thầy Raphael cũng sẽ tham gia cái buổi ngày hôm nay. Trước khi mà đại diện của Học viện Blue Mountains họ chia sẻ với lại các quý vị và các em về cái tình hình của sinh viên tại Úc, du học sinh tại Úc. Tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mà các bạn chắc là đang quan tâm, cũng như là những cái hỗ trợ của nhà trường, đặc biệt là của Blue Mountains cho các bạn sinh viên quốc tế, đặc biệt các bạn sinh viên Việt Nam trong cái giai đoạn này, giai đoạn mà chúng ta gọi là cái giai đoạn tương đối là khó chịu vì cái dịch bệnh. Và cho những kỳ học tiếp theo, sinh viên Việt Nam đang và sẽ nên làm như thế nào? Thì tôi muốn chia sẻ một số cái lời khuyên mà tôi cũng có đọc được qua 2 3 tuần vừa rồi. Hầu hết 2 3 tuần rồi là chúng tôi làm việc tại nhà. Chắc là có rất nhiều tin tức mà các em cũng như các bạn cũng đã theo dõi. Và theo tôi thấy nhìn chung thì đó là những cái tin nó mang tính tiêu cực, theo tôi nhận là như vậy. Tức là chúng ta sẽ liên tục cập nhật số người mắc, số người bị cách ly, tiếp theo nó sẽ như thế nào. Rồi chúng ta phải chuẩn bị cái gì? Toàn là tiêu cực không? Toàn là những cái tin mà chúng ta cảm thấy ngày mai nó rất là bối rối. Vậy thì ngày hôm nay tôi sẽ không cập nhật những tin đó, tại vì chuyện đó nó theo tôi là không cần thiết, mà tôi sẽ chia sẻ một số cái điều mà tôi nghĩ là theo tôi thì tôi sẽ làm ở trong cái thời điểm hiện giờ. Tức là chúng ta sẽ nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Cái chủ đề của buổi chia sẻ ngày hôm nay là chúng ta nói về cái việc là các bạn nên làm gì trong giai đoạn này, giai đoạn mà các bạn không được đến trường. Tất cả sinh viên từ đại học cho đến thậm chí bậc mẫu giáo, nói chung là tất cả mọi người đều được khuyên là ở nhà và các bạn cũng không có cơ hội đến trường. Vậy thì theo tôi đây là một cái cơ hội mà để chúng ta làm khá là nhiều điều thú vị và hữu ích. Có thể nói là cơ hội mà chúng ta gần như không có lúc khác để làm. Mặt tích cực của vấn đề theo tôi đó là cái hành vi của hầu hết chúng ta.
Chứ chắc còn chắn làm là gì nó có mình. về cái sự kiện gọi là cái giai đoạn này Comment cho đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên cũng như là các bậc ủa nó phụ chưa huynh, hung đỏ Duy, và như đã đề cập lúc đầu thì nó chưa hung đỏ hả? chúng tôi sẽ dành cái phần tiếp theo cho đại Mới diện nãy của là Học viện Blue cái đèn nó có Mountains đèn đỏ ngoài mà nó chưa International có đèn Hotel đỏ Management không School, không không được rồi. Sao bên đây là được rồi chị, nhưng người mà ta hay nó gọi mới tắt nãy là là Blue cái giấy Mountains, có một đèn cái đỏ làm sao ai có màu xanh lên học đỏ viện chuyên rồi đào tạo không về được ngành khách sạn du lịch ở tại Úc, sẽ chia sẻ với lại quý vị và các bạn về những cái điều tôi vừa liệt kê lúc đầu. Các bạn vui lòng đặt những câu hỏi, tôi nghĩ là có một số các bạn sinh viên Việt Nam mà chúng ta hiện đang ở Úc, cũng như là những bạn đang quan tâm đến việc sau này đi du học ở Úc, thì đây là cái cơ hội cũng như là thời điểm rất là tốt để chúng ta có thể tìm hiểu một cách sâu hơn, một cách chi tiết hơn. Anh mời chị Tâm. Xin cảm ơn anh Thanh và những chia sẻ rất là đúng thời điểm của anh, vào thời điểm mà mọi người đang rất là lo lắng băn khoăn về cái đại dịch mà mình cũng không biết là khi nào nó sẽ kết thúc, nhưng mà mình cứ giữ cái tinh thần lạc quan, thì để mình có thể tính đến những cái kế hoạch tương lai cho mình mà mình không có ở trong thế bị động. Xin cảm ơn anh Thanh. Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh, sinh viên đã dành thời gian vào buổi chiều thứ bảy để theo dõi cái buổi tư vấn trực tuyến livestream cùng với đại diện của Blue Mountains International Hotel Management School và G-Connect Hospitality Education. Em cũng xin cảm ơn G-Connect đã tạo điều kiện cho đại diện trường có cái buổi chia sẻ với các sinh viên. Ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ trước tiên là một số những cái thông tin liên quan đến các chương trình học của Blue Mountains tại Úc dành cho sinh viên Việt Nam, và sau đó thì là những cái phần hỏi đáp dành cho những bạn sinh viên hiện tại đang quan tâm đến chương trình học của trường, đang muốn đến học với trường trong tương lai, hoặc là những bạn sinh viên đang ở Úc mà có những cái băn khoăn, những cái lo lắng về những cái dịch vụ hỗ trợ của trường trong cái thời điểm hiện tại, thì các bạn vui lòng cứ chia sẻ với chúng tôi hoặc là với nhân viên của G-Connect để được giải đáp. Tôi tên là Tâm, hiện tại tôi đang là đại diện cho trường Blue Mountains tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì sẽ còn có thêm bạn Sonia Đoàn là đại diện của khu vực phía Bắc, thì Sonia cũng sẽ có để mà mình có thể suy nghĩ về cái việc mà du học ở nước Úc với cái tỷ giá tốt như vậy. Đó là một số cái chia sẻ của tôi về 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 quốc gia mà Blue Mountains International Hotel Management School đang tại lạc ở đây. Về cơ hội việc làm ở trong ngành dịch vụ nói chung và hospitality tourism, thì đối với những bạn sinh viên đang có nhu cầu tìm hiểu cái ngành học mà sau khi mình học xong mình mong muốn có một cái công việc trong cái lĩnh vực mà mình học đó, thì cái ngành này đang là một cái ngành mà có thể nói là một cái ngành thu hút rất là nhiều cơ hội việc làm về nhân sự. Các bạn có thể thấy trên cái slide mình có một số những cái con số. Mình có thể thống kê được đây là những cái con số gọi là con số biết nói. Mình có thể để ý cái khu vực Asia Pacific, tức là khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì theo thống kê tới năm 2022 thì ở tại khu vực này có cái nhu cầu cần cái lượng công việc mới trong cái lĩnh vực hospitality lên tới 46 triệu lượt công việc mới. Thì mình thấy rõ ràng Việt Nam chúng ta là nằm trong khu vực này. Úc, quốc gia mà chúng ta đi du học cũng nằm trong khu vực này. Ngoài ra thì nó sẽ còn có một số quốc gia khác là những cái nền kinh tế lớn trên thế giới và cũng là những cái quốc gia mà họ đầu tư và họ chi tiêu rất là nhiều vào cái ngành hospitality, như là Trung Quốc hoặc là những cái khu vực quốc gia ở khu vực Trung Đông, như là Dubai hoặc là Maldives hoặc là khu vực Đông Nam Á chúng ta nói riêng, Indo, Thái Lan vân vẫn là những cái quốc gia mà có cái sự phát triển tăng trưởng về du lịch rất là nhiều, và đây vẫn là cái điểm thu hút nhà du lịch trong tương lai. Hy vọng là khi mà cái dịch đại dịch này nó qua đi thì cái nền công nghiệp không khói này sẽ phát triển trở lại, và chắc chắn là nhân sự trong cái lĩnh vực này sẽ vẫn còn là một cái ngành mà thu hút rất là nhiều cái sự quan tâm của các bạn học sinh. Vào năm 2019 thì trường Blue Mountains International Hotel Management School rất là vinh dự và tự hào khi mà được xếp hạng số 1 tại Úc về cái lĩnh vực đào tạo Hospitality and Leisure Management theo bảng xếp hạng QS Ranking năm 2019. QS Ranking là một cái bảng xếp hạng khá là nổi tiếng
được rất là nhiều các trường đại học cũng như là các học sinh, sinh viên tham khảo khi mà tìm hiểu về chất lượng giáo dục đào tạo của một trường nào đó hoặc là một cái lĩnh vực ngành học nào đó. Thì vào năm 2019, Blue Mountains rất là hân hạnh và vinh dự đã được xếp hạng số 1 tại Úc về cái lĩnh vực này. Và nếu mà các bạn quan tâm, các bạn vào cái đường link, vào cái website của KS Ranking năm 2019 thì các bạn sẽ thấy là ngoài Blue Mountains ra thì không không có bất kỳ một cái học viện tư nhân nào có được cái xếp hạng cao như vậy. Các trường còn lại nằm trong cái top này ở Úc là những cái trường đại học, thì tất nhiên là trường đại học thì chương trình của họ nó sẽ mang nặng tính hàn lâm, học thuật hơn là mang tính ứng dụng thực hành như Blue Mountains. Bằng cấp của trường Blue Mountains International Hotel Management School sẽ do Torrens University Australia cấp. Torrens Australia là một trường đại học rất là trẻ, và họ cũng chất lượng đào tạo của họ thì tất nhiên là đều được kiểm duyệt, đều được công nhận bởi chính phủ Úc. Thì bằng cấp của bạn sẽ vừa nó sẽ có cái giá trị trên toàn cầu, cũng như là cái tên tuổi của Blue Mountains International Hotel Management School đã đào tạo Úc trên 25 năm trong lĩnh vực này, thì cái này nó sẽ mang đến cho các bạn học sinh những cái cơ hội về việc xin việc làm trong tương lai. Hiện tại các khóa học đào tạo của Blue Mountains International Hotel Management School thì sẽ có hai chương trình chính. Chương trình thứ nhất ở bậc học cử nhân, đó là Bachelor of Business in International Hotel and Resort Management. Tôi sẽ giải thích một số cái thông tin kỹ hơn về chương trình này như sau. Đối với chương trình cử nhân ở Blue Mountains thì thời gian đào tạo là 2 năm rưỡi để các bạn hoàn tất chương trình cử nhân. Điều này rất là khác so với lại những cái chương trình cử nhân ở các khóa ở các trường khác. Tại vì bình thường thì ở Úc một cái chương trình cử nhân nó hay kéo dài từ 3 cho đến 4 năm. Tuy nhiên ở Blue Mountains thì họ thiết kế cái chương trình nó mang tính học thuật và thực tập đang xen kẽ song song với nhau, và cái thời lượng học của các bạn á, nó sẽ được rút gọn ngắn và mình sẽ tập trung học nhiều hơn. Chính vì vậy mà các bạn có cái thời gian tốt nghiệp nhanh hơn những bạn khác. Cái điều này sẽ giúp cho mình tiết kiệm được một cái nó gọi là cái chi phí cơ hội. Vì khi mà các bạn tốt nghiệp nhanh hơn, các bạn tốt nghiệp sớm hơn á, thì các bạn sẽ có cái cơ hội xin việc làm nó nhanh hơn những cái bạn mà đồng trang lứa với mình. Thì đó là một cái điểm khác biệt, nó lợi thế hơn so với những chương trình khác. Trong chương trình học 2 năm rưỡi tại Blue Mountains thì mình sẽ được chia ra làm 5 học kỳ. Tương ứng với mỗi một năm sẽ có 2 học kỳ. Học kỳ đầu tiên các bạn sẽ học tại Lyra Campus, và các bạn cũng sẽ sinh hoạt ăn ở trong ký túc xá của trường tại Lyra luôn. Tại vì mô hình của Blue Mountains là họ xây dựng theo một cái mô hình quản trị khách sạn nhà hàng của Thụy Sĩ. Đây là một cái mô hình xây dựng để mà các bạn có cái cơ hội vừa học vừa trải nghiệm cái không gian sống trong một cái môi trường khách sạn nhà hàng thực thụ. Ở Lyra thì họ có xây dựng về cơ sở vật chất, chẳng hạn như là nhà hàng, quầy bar, quầy cà phê, rồi có những cái phòng học nhà nó mô phỏng theo những cái phòng chuẩn của khách sạn 5 sao để giáo viên có thể dạy cho các bạn những cái môn thực tập mang tính ứng dụng. Ví dụ như học kỳ đầu tiên của năm thứ nhất, trong 6 tháng đầu là các bạn sẽ được học những cái môn học liên quan đến bộ phận quan trọng đầu tiên của lĩnh vực khách sạn nhà hàng, đó là bộ phận F&B, gọi là Food and Beverage. Thì nhà trường đã xây dựng hẳn những cái phòng về nhà hàng theo kiểu là buffet chẳng hạn, hoặc là theo kiểu là nhà hàng có người phục vụ để giúp các bạn thực tập trong thời gian học ở đây. Sau khi học hết 6 tháng đầu tiên tập trung vào lĩnh vực F&B thì các bạn sẽ được nhà trường gửi ra đi thực tập, thực hành thực sự và được hưởng lương. Các bạn đi thực tập tại những cái khách sạn thực sự chứ không phải là thực tập. Có nhiều bạn là hỏi là thực tập trong cơ sở của trường hay như thế nào, thì các bạn sẽ được đi làm hưởng lương thực sự tại các cái khách sạn, các cái nhà hàng là cái đối tác của Blue Mountains. Đó là các bạn hoàn tất năm đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ về campus ở Lyra học cái 6 tháng tiếp theo của học kỳ thứ hai, ở năm thứ hai. Thì 6 tháng này các bạn sẽ được học tiếp tục những cái môn học ở bộ phận quan trọng thứ hai của cái lĩnh vực này, đó là về phòng buồng lễ tân, mình gọi tắt là Rooms Division hoặc là Front Office vân vân đó. Thì trong 6 tháng này các bạn sẽ được thực tập vừa được học ở Lyra Campus và cái môn học này. Thì cái 6 tháng tiếp theo ở năm thứ hai các bạn sẽ được nhà trường gửi đi thực tập, và nhà trường sẽ sắp xếp cho các bạn thực tập trong cái lĩnh vực về Rooms Division, về Front Office và Reception. Nghĩa là các bạn sẽ có được cái kiến thức ở cả hai cái bộ phận quan trọng của lĩnh vực Hospitality, đó là F&B và Room Division.
Sau khi các bạn hoàn tất xong 2 năm đầu tiên được trang bị kỹ năng, kiến thức về thực hành như vậy, thì các bạn sẽ học cái học kỳ cuối cùng, tương đương với 6 tháng cuối cùng ở trung tâm Sydney, ở campus ở Sydney. Thì cái học kỳ cuối cùng các bạn sẽ tập trung học tiếp tục những cái môn về business management, là những cái môn quan trọng cho cái kiến thức về quản trị của các bạn sau này. Đó là cái thời gian học 2 năm rưỡi, nó đã bao gồm hết tất cả những cái kiến thức mà các bạn cần thiết để mình vừa ứng dụng vào cái công việc của mình. Đối với lại Blue Mountains International Hotel Management School, thì khi mà huấn luyện, training, đào tạo cho sinh viên, thì chúng tôi tiếp cận ở ba lĩnh vực. Thứ nhất là chúng tôi cung cấp cho sinh viên những cái kiến thức về, gọi là kiến thức về lý thuyết, kiến thức về học thuật. Thì bằng của các bạn được cấp là bằng cử nhân Bachelor of Business. Chính vì vậy mà trong chương trình học 2 năm rưỡi, và các bạn được học 24 môn, thì trong 24 môn đó nó sẽ có tập trung những cái môn gọi là môn cơ bản, môn foundation của cái bằng Bachelor of Business. Ví dụ như các bạn vẫn được học về accounting, về finance, về human resource, về marketing, vân vân. Và cái cách giảng dạy ở Blue Mountains, thì cái số lượng sĩ số sinh viên trong một lớp học đó tương đối là nhỏ. Tầm khoảng trên dưới 100 sinh viên ở những cái môn học academic, là những môn học thuật, và đối với lại những cái môn mà thực hành á, thì cái số lượng mỗi một lớp học như vậy thì tương đương khoảng tầm là 20 25 sinh viên trong một lớp học thực hành. Thì như vậy cái độ tương tác của sinh viên và giáo viên sẽ rất là dễ để cho các bạn có thể tương tác với nhau. Một cái tiếp cận thứ hai đó là chúng tôi cung cấp cho sinh viên những cái kỹ năng về thực hành. Thì kỹ năng về thực hành là chúng tôi cho các bạn trong thời gian học ở trường, là nhà trường đã xây dựng những cái cơ sở để các bạn thực hành ngay trong trường. Đó gọi là internal training, là vì campus ở Lira như tôi đã giải thích, đã xây dựng giống như một cái mô hình khách sạn ảo thực sự. Và cái quan trọng nữa là cái external training, là 2 cái kỳ internship, 2 cái kỳ thực tập mà sinh viên được nhà trường gửi ra ngoài làm việc thực sự, hưởng lương thực sự tại những cái khách sạn, là những cái đối tác của trường. Và nhà trường cũng rất là chú trọng phát triển những cái kỹ năng về cho sinh viên, ví dụ như kỹ năng về lãnh đạo, hoặc là kỹ năng về làm là học nhóm, làm việc theo nhóm, hoặc là những cái kỹ năng khi mà mình phải giải quyết những cái vấn đề liên quan đến khác biệt về văn hóa chẳng hạn. Thì đó là tất cả những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà trường trang bị cho các bạn trong chương trình học ở đây. Sau khi tốt nghiệp thì các bạn rõ ràng là mình sẽ có cơ hội ở rất là nhiều cái mảng, những cái công việc liên quan đến đúng cái ngành nghề mà các bạn theo chọn học. Ví dụ như các bạn sẽ làm ở hotel, ở resort, các bạn có thể làm ở những công ty event, tổ chức sự kiện về nhà hàng, du lịch, vân vân. Và ngoài ra thì có những bạn có thể thay đổi cái công việc của mình ở những cái lĩnh vực khác, chẳng hạn như các bạn đi làm về training, về giáo dục, hoặc là mở những cái business riêng của mình. Thì đó là những cái cơ hội mà đối với các bạn tốt nghiệp ở Blue Mountains đã có thể theo đuổi cho cái nghề nghiệp cho mình. Chương trình thứ hai tại Blue Mountains mà chúng tôi đào tạo đó là chương trình thạc sĩ Master in International Hotel Management. Đối với là chương trình thạc sĩ thì chúng tôi sẽ đào tạo trong 2 năm. Trong 2 năm thì mình sẽ có 4 học, tương đương với 4 học kỳ. Năm đầu tiên các bạn sẽ học 8 môn lý thuyết. Nói là lý thuyết nhưng mà đối với lại chương trình master thì chúng tôi có thể chấp nhận tất cả sinh viên ở bất kỳ lĩnh vực nào, ở bất kỳ background nào, tức là các bạn có thể tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, ở bất cứ ngành nghề, bất cứ lĩnh vực nào, thì các bạn vẫn có thể theo học chương trình master này. Chính vì vậy mà trong cái chương trình học ở năm đầu tiên, chúng tôi vẫn trang bị cho sinh viên những cái kiến thức mang tính thực tế, thực tập đối cái ngành này. Ở một số môn học mà về F&B cũng như division thì các bạn sẽ được học lại những cái kiến thức này. Sau khi học xong năm thứ nhất thì các bạn sẽ được đi thực tập hưởng lương ở đầu năm thứ hai, tương đương với 6 tháng, với số lượng thời gian là tương đương với 600 giờ. Thì các bạn ở bậc thạc sĩ cũng có cái cơ hội này. Sau khi thực tập 6 tháng ở đầu năm thứ hai thì các bạn sẽ quay về campus để học lại cái học tiếp tục 4 môn tiếp theo của khóa thạc sĩ. Nghĩa là trong chương trình thạc sĩ thì các bạn chỉ học có 12 môn thôi. Nó ít hơn thôi, khi mà so sánh các chương trình của các trường khác thì tôi thấy là nó ít hơn các trường khác một chút xíu. Các trường khác có thể học từ 14 đến 16 môn, trong khi ở Blue Mountains thì chỉ có 12 môn và có một kỳ đi thực tập được hưởng lương.
Thì hiện tại chương trình thạc sĩ đang được đào tạo tại hai cơ sở. Một là ngay trung tâm của thành phố Sydney, Town Hall Campus, và một là ngay trung tâm của thành phố Melbourne, Flinders Street Campus. Như tôi đã có đề cập lúc ban đầu thì bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, trường sẽ mở thêm một campus nữa ở thành phố Adelaide cho chương trình Master of International Hotel Management. Tất cả các chương trình học của Blue Mountains đều trên 2 năm. Chính vì vậy mà theo cái yêu cầu của Postal Visa, theo yêu cầu của một cái loại visa giúp cho sinh viên có thể ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp xong, thì chương trình của Blue Mountains thỏa mãn điều kiện này. Tức là các bạn học xong bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ của Úc, thì các bạn hoàn toàn có thể nộp đơn xin một loại visa để ở lại làm việc ở Úc thêm 2 năm nữa. Và đặc biệt nếu mà bạn nào học và làm việc ở Adelaide, thì cái cơ hội này, cái thời gian mà các bạn được làm việc Úc lên tới 3 năm. Với cái lịch sử lâu đời cũng như là cái uy tín trong việc đào tạo giáo dục về ngành hospitality, thì chúng tôi có đối tác với rất là nhiều những cái chuỗi khách sạn, nhà hàng nổi tiếng ở trên thế giới. Và sinh viên thì hầu như đều được nhà trường cung cấp những cái kiến thức, những cái dịch vụ, những cái hỗ trợ để các bạn có thể có được cái chỗ thực tập tại những cái đối tác của nhà trường, ví dụ như Sheraton hoặc là Four Seasons, Hilton, vân vân. Theo thống kê thì khoảng trên 95% sinh viên lựa chọn thực tập tại Úc. Các bạn có thể thực tập tại thành phố Sydney, Melbourne, Queensland hoặc là bất kỳ nơi nào mà nhà trường đồng ý để các bạn đi thực tập. Còn 5% còn lại thì các bạn có thể là xin chỗ thực tập ở những cái nơi, những cái quốc gia ngoài nước Úc, hoặc là có thể quay trở về Việt Nam. Nhưng mà phần lớn thì các bạn đều được ở lại Úc làm việc, tại vì ở Úc thì là nơi có cái mức lương chi trả cho internship, cho những bạn tham gia thực tập là cao nhất. Hiện tại thì đối với lại sinh viên đi thực tập ở Úc, 1 giờ các bạn có thể kiếm được 18 đô 93 cent. Đây là một số cái ví dụ về những cái du học sinh của Blue Mountains đã được tham gia internship tại một số những cái nhà hàng, những cái khách sạn 5 sao do Blue Mountains hỗ trợ. Về phần kinh nghiệm thực tế cũng như là chia sẻ về việc đi thực tập ra sao, thì ngày hôm nay chúng ta có sự tham gia của Sonia là đại diện trường ở khu phía Bắc, cũng như là Vanessa là cựu du học sinh của Blue Mountains, có thể chia sẻ thêm với các bạn về cái kinh nghiệm khi mà nhà trường hỗ trợ cho các bạn cái phần đi thực tập. Thì không biết là Sonia và Vanessa có thể chia sẻ cho sinh viên được không ạ? Vâng, em cảm ơn chị Tâm nhiều. Thế thì chị chào các em sinh viên và em chào các anh chị phụ huynh. Thì em là cựu học viên của trường Blue Mountains đã tốt nghiệp năm 2013 ấy. Thì em xin chia sẻ một chút về kinh nghiệm em đi xin thực tập. Thực ra thì là từ hồi mình bắt đầu học trường thì trường đã đào tạo khá khắt khe về các tiêu chuẩn mà khi mà đi thực tập hoặc là đi làm nói chung ấy, thì là các bạn phải có, ví dụ như là ở trường thì các bạn phải mặc đồng phục theo style công sở. Thì nói chung là nếu mà trong giờ hành chính thì các bạn phải mặc đồng phục từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Thì từ kỳ đầu tiên đã được rèn luyện kỷ luật mà mình phải act rất là chuyên nghiệp như nào. Sau đấy thì là trong 2 kỳ đầu tiên luôn thì trường sẽ đào tạo các bạn là về cách xin việc làm như nào, thực tế là trường sẽ đào tạo các bạn sẽ chuẩn bị CV như nào và đào tạo những kỹ năng phỏng vấn. Sau đấy thì là các bạn sẽ có thể là 2 cách để các bạn xin thực tập. Thực tập là giống như là mình cũng như trải nghiệm đi xin việc làm, không phải là trường gọi là đặt ở đâu xong rồi mình sẽ ở đấy. Thì là các nhà tuyển dụng sẽ gửi cho trường một số gọi là list việc làm, là họ cần ví dụ ở thành phố nào, tập đoàn nào và vị trí nào. Thì trường sẽ share với các bạn sinh viên. Thì các bạn sinh viên thì có thể contact gọi là bên bộ phận trường gọi là Success coach là thầy cô mà là chuyên về hướng nghiệp ấy, là các bạn ví dụ muốn làm về khách sạn nào và vị trí nào. Ví dụ như các bạn muốn làm vị trí food and beverage, là vị trí ở nhà hàng, ví dụ ở khách sạn Hyatt ở thành phố ví dụ Sydney, ví dụ thế. Thì các bạn có thể qua thì bảo thầy cô để thầy cô hỗ trợ apply, thì thầy cô sẽ hỗ trợ mình apply, thì các bạn cũng sẽ nộp CV, sau đấy là cũng phỏng vấn là dưới gọi là
hướng dẫn của các thầy cô. Sau đó thì nếu mà các bạn thành công thì các bạn sẽ có việc làm internship. Thì nói chung các bạn cũng khá nhiều lựa chọn, tùy mình muốn thực tập ở đâu. Mình có thể thực tập ở Sydney, mình có thể thực tập ở Melbourne. Còn nếu mà mình muốn thực tập ở thành phố nhỏ để mình gọi là có một experience, một cái lại cuộc sống người Úc, thêm nữa là mình có thể tiết kiệm được một số tiền để mình sau này mình có thể có tiền tiêu lúc mà đi học khóa chính. Tại vì là mức lương ở Úc thì nói chung là ở chỗ nào cũng cao ngang nhau. Còn về chi phí thì đương nhiên là thành phố nhỏ sẽ chi phí nó rẻ hơn thành phố lớn. Còn thêm nữa là ở trường Blue Mountain thì mỗi 3 tháng thì bên trường họ sẽ tổ chức là gọi là một cái buổi, gọi là một cái fair, hoặc là mình gọi là một cái triển lãm việc làm. Thì họ sẽ mời các tập đoàn khác nhau, ví dụ như chị Tâm đã chỉ một cái slide là như là Hyatt, Marriott, Intercontinental hay là Hilton, thì họ sẽ qua, sau đấy là họ set up một cái booth thì mình có thể qua tìm hiểu về tập đoàn họ và việc làm. Sau đấy thì mình có thể apply tại chỗ và cũng phỏng vấn. Thì thường là năm thứ nhất thì các bạn sẽ bắt buộc phải thực tập ở bộ phận Food and Beverage, tại vì đây là cốt lõi của khách sạn năm sao, thì thường là đấy là 40% của doanh thu của khách sạn. Sau năm thứ hai thì các bạn sẽ có lựa chọn là hoặc là thực tập ở bộ phận nhà hàng tiếp tục, hoặc là nếu mà sau khi mình hoàn thành chương trình về phòng buồng, rooms division, về lễ tân và housekeeping, thì mình có thể xin việc làm trong cái bộ phận đó. Là nó tùy định hướng và tùy đương nhiên là đam mê của các bạn. Đây ví dụ mình chỉ ví dụ, đây là ví dụ các bạn ở đây thì là đang là thực tập ở bộ phận executive club, là thuộc bộ phận lễ tân. Thì trước chị Vanessa, chị cũng là làm quản lý của bộ phận đấy rồi, thì có thể lát nữa chị Vanessa sẽ chia sẻ kinh nghiệm của chị Vanessa trong trong cái bộ phận như nào. Còn đây là ví dụ các bạn mà đi làm trong bộ phận food and beverage, là nhà hàng. Thì đây là các bạn, đây là các anh chị người Việt Nam, thì mấy anh chị này cũng tốt nghiệp hết rồi, thì cũng đang ở lại Úc đi làm 2 năm. Đây là ví dụ như là như chị Tâm đã nói, là các anh chị mà muốn đi thực tập ở nước ngoài thì là cũng bên trường Burman cũng có nhiều quan hệ, thì các bạn ấy có thể đi thực tập ở nước ngoài luôn. Thì là đa số là các anh chị thích thực tập ở nước ngoài là thường là các anh chị người Úc. Vâng, thế thì có gì thì nếu mà các em có câu hỏi gì thì lát nữa có thể hỏi chị và chị Vanessa, thì chị xin phép và chị Tâm sẽ nói tiếp. Hiện tại ở Blue Mountains thì cái số lượng sinh viên đang theo học ở đây cũng khá là gọi là mình gọi là đa văn hóa, đa sắc tộc á. Phần lớn thì cũng tập trung ở khu vực châu Á của chúng ta, thì có thể kể đến một số quốc gia có phần đông sinh viên châu Á đang học ở đây, ví dụ như Việt Nam. Việt Nam cũng là nằm trong top các sinh viên đang theo học tại Blue Mountains. Ngoài ra chúng ta còn có thêm Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Indo và một số những cái quốc gia khác. Chúng ta cũng có du học sinh, sinh viên của Úc hoặc là New Zealand hoặc là khu vực Nam Mỹ, thì các bạn sẽ được trải nghiệm trong một cái môi trường campus đa văn hóa như vậy. Và đối với lại những sinh viên đang học theo học, đặc biệt là theo học chương trình cử nhân, khi mà các bạn ở ký túc xá thì theo quy định của nhà trường, mỗi một phòng ký túc xá như vậy sẽ được ở 2 người, và khác quốc tịch chắc chắn là các bạn sẽ không được ở chung với một bạn Trung Quốc tại Việt Nam, vì nhà trường mong muốn là các bạn sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm, học hỏi thêm văn hóa của các quốc gia khác, cũng như là thực hành tiếng Anh thật là tốt. Nhưng mà các bạn sẽ được ở chung với một bạn khác, một bạn cùng giới tính với mình, nhưng mà chắc chắn là khác quốc tịch nha các bạn. Tiếp theo thì chúng tôi chia sẻ một số hình ảnh về campus ở Leora, ở Sydney cũng như ở Melbourne, để các bạn có một số những cái hình dung về cuộc sống của sinh viên ở đây. Đây là hình ảnh của các bạn sinh viên sau khi đã được cung cấp đồng phục của Blue Mountains. Mình sẽ có áo vest, có khăn quàng hoặc là có cravat, và vest hoặc là quần tây, thì đó là cái đồng phục mà nhà trường cung cấp cho các bạn trong suốt thời gian các bạn học tập tại đây. Trong thời gian ở Leora Campus thì chắc chắn là sinh viên, như Sonia đã chia sẻ, thì sinh viên bắt buộc phải mặc đồng phục, cũng như là có những cái quy định, những cái yêu cầu mình gọi là về trang phục, dress code, chẳng hạn như về giày dép, về tóc tai, về appearance nói chung, để cho mình cảm nhận được một cái môi trường, một cái không gian học tập thật sự là chuyên nghiệp, để cho các bạn quen với cái không khí chuyên nghiệp làm việc ngay từ
khi mà các bạn đang học tập. Đây là một số những cái hình ảnh trong nhà hàng của nhà trường. Thì nhà trường đã xây dựng nhà hàng cũng như là cái cách mà các bạn phục vụ cho khách hàng ra sao, thì mình sẽ sinh viên sẽ thay phiên nhau thực tập. Khi thì các bạn đóng vai là người phục vụ, khi thì các bạn đóng vai là nhân viên là khách hàng, để thầy cô xung quanh sẽ quan sát, sẽ hướng dẫn, sẽ chấm điểm cho các bạn ở những cái môn học liên quan đến những cái môn học về thực tập như vậy. Ở trong ký túc xá thì ký túc xá có cung cấp trang bị cho các bạn một cái không gian giống như là một cái, mình hình dung như một cái phòng twin share ở khách sạn, tức là hai bạn ở chung một phòng thì các bạn vẫn có không gian riêng, nghĩa là vẫn có giường riêng, vẫn có bàn học riêng, vẫn có tủ quần áo riêng chẳng hạn, nhưng mà mình sẽ sử dụng chung cái nhà vệ sinh. Ngoài ra thì sẽ có những cái không gian để các bạn sinh hoạt cộng đồng với nhau, chẳng hạn như có phòng giải trí, chơi games, phòng xem phim, hoặc là có hồ bơi. Rồi đó là những cái hoạt động xung quanh môi trường ở campus, thì thường là nó sẽ tạo thành một cái cộng đồng như vậy, rất là thân thiết. Thì cả Sonia và cả Vanessa đều là cựu du học sinh của Blue Mountains, thì sẽ trải nghiệm được cái kinh nghiệm sống ở đây như thế nào. Thì các bạn nào có câu hỏi về cái môi trường ở Lura ra sao, đặc biệt là ở Lura có buồn hay không, có xa trung tâm Sydney thì có vắng vẻ, có buồn hay không, thì hy vọng là Sonia hoặc là Vanessa sẽ chia sẻ thêm cho các bạn khi mà các bạn có câu hỏi. Ngoài cơ sở gần ở Lura thì ngoài cái campus mà Blue Mountains xây dựng như mô hình khách sạn nhà hàng, thì nhà trường còn sở hữu hẳn một cái resort mà dành cho du khách thực sự khi mà họ du lịch, họ lưu trú tại vùng Blue Mountains, thì gọi là trước đây gọi là Waldorf Resort, nhưng mà hiện tại thì tên đổi mới gọi là Nesuto Hotel Resort. Thì đây là một cái nơi dành cho sinh viên đặc biệt dành riêng cho Blue Mountains, để có thể là trong thời gian học các bạn đã có cơ hội thực sự tiếp xúc và với khách hàng thực sự, khi mà giải quyết những cái tình huống mà các bạn đã được học trong lý thuyết chẳng hạn, thì nhà trường có thể gửi các bạn về đây để mà tiếp xúc với khách hàng, để mà handle những cái sự việc, hoặc là giải quyết những cái giải quyết các công việc liên quan đến phòng buồng, thực hành những cái môn học về lễ tân. Thì đây là một cái ưu điểm đặc biệt của Blue Mountains mà hầu như không có trường nào khác ở Úc có thể cung cấp cho sinh viên. Đối với lại các bạn học chương trình thạc sĩ thì campus của trường sẽ nằm tọa lạc tại trung tâm của Sydney, ngay trung tâm thành phố Town Hall Campus. Thì trong thời gian các bạn học ở thạc sĩ, các bạn cũng sẽ được yêu cầu mặc trang phục công sở business attire để tạo cái không gian học cũng là chuyên nghiệp. Ở Melbourne thì campus của trường cũng nằm ngay trung tâm của thành phố Melbourne, trên đường Flinders Street, rất là gần cái Federation Square. Thì nếu mà bạn nào có cơ hội đã đi du lịch ở Úc, du lịch ở Melbourne rồi, thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra hình ảnh này. Thì rất là tiện lợi cho các bạn sinh viên khi mà học tập tại đây, vì dễ dàng mình đi những cái phương tiện di chuyển, phương tiện công cộng thì đều xuất phát từ cái trung tâm ở Flinders Street này. Đối với lại sinh viên tốt nghiệp tại Blue Mountains thì rõ ràng là cơ hội việc làm dành cho các bạn sẽ rộng khắp, và các bạn có quyền lựa chọn làm việc ở bất kỳ nơi đâu. Chẳng hạn như Sonia đã từng có chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tế của Sonia ở rất là nhiều nơi, cũng như là Vanessa. Thì chúng ta sẽ có thể lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm của các bạn của du học sinh, cũng như là làm sao để các bạn có thể có được những cái cơ hội làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau như vậy. Vâng, thế thì chị chia sẻ kinh nghiệm của chị nhé. Thực ra thì là kinh nghiệm của chị thì là trước là chị đi thực tập ở Úc,
chị đi thực tập ở Úc thì chị cũng, vì là lúc đấy thì chị cũng khá nhỏ tuổi. Tại vì chị qua Úc, chị lúc đấy thì cũng gần 18 tuổi thôi. Và sau đấy thì là chị cũng muốn để experience tất cả bộ phận để mình biết là thật sự đam mê. Thì lúc mà chị học ở Blue Mountain thì là 6 tháng đầu tiên thì chị đi thực tập ở Hyatt, ở khách sạn Hyatt, ở bộ phận Banquet và Food and Beverage, là bộ phận Event Service, là ý nghĩa là bộ phận là tiệc. Thì là chị được phục vụ rất là nhiều nhiều tiệc ở lúc đó. Trong đó là có cả sự kiện Shogum. Shogum là nếu các bạn mà qua Úc ấy, thì sẽ biết là sự kiện này cũng họp khá lớn của chính phủ. Sau đó thì là lúc mà năm thứ hai thì chị muốn trải nghiệm tỉnh Queensland, bang Queensland. Thì chị đã thực tập ở khách sạn Novotel Cairns như là một người receptionist. Trong lúc đó thì cũng được đi chơi khá nhiều. Tại vì là Cairns là khu du lịch nổi tiếng mà chỗ có Great Barrier Reef ấy. Thì lúc đấy thì cũng rất là enjoy, tại vì xin được cũng khá nhiều giảm giá hoặc là những lần là đi trải nghiệm miễn phí các tour ở bên khu du lịch, ở các khu nghỉ dưỡng và các điểm du lịch ở Queensland. Sau đó thì năm 3 thì lúc đấy thì là lúc mà chị học thì đã có Sydney Campus rồi, thì năm 3 chị cũng không muốn để gọi là chỉ mỗi học, chị cũng muốn để đi thực hành thêm để đi lấy kinh nghiệm để sau này việc làm tốt hơn. Thì chị xin được vào một khách sạn cũng khá là đứng top đầu Úc, là trong tập đoàn Four Seasons, chị làm ở Executive Club, là phục vụ cho khách VIP, thì cũng trải nghiệm khá thú vị. Sau đó thì chị tốt nghiệp ở Blue Mountain, thì sau đấy là chị muốn tìm kiếm cơ hội làm việc ở các nước khác, thì sau đấy chị qua Maldives, chị làm ở trong hai khách sạn ở Maldives, chị làm ở Conrad Maldives, nó là một cái khách sạn mà có cái nhà hàng dưới nước, ở dưới biển đầu tiên ở trên thế giới. Thì chị làm ở đấy ở spa, reception, như là chuyên viên spa nói tiếng Nga. Tại vì là chị cũng biết thêm một ngoại ngữ là tiếng Nga, tại chị sinh ra và lớn lên ở bên Nga. Sau đó thì chị chuyển sang một cái resort khác của tập đoàn của Mauritius. Nó là tập đoàn tên là Lux Maldives. Thì chị làm ở đấy guest relation officer. Chị làm ở đấy cũng gần 2 năm. Cộng chị thực tập ở bộ phận sale marketing. Sau, trong lúc mà chị làm thì chị hiểu là chị muốn, chị có đam mê về sale marketing. Thì chị thực tập ở resort đấy cũng một năm cùng với làm guest relation officer nói tiếng Nga. Sau đó thì chị qua Dubai, chị đi xin việc ở làm một ở trong khách sạn JW Marriott Marquis Dubai, nó là khách sạn cao nhất thế giới. Chủ đầu tư là tập đoàn Emirates Airlines. Thì chị qua đấy làm catering sales coordinator, là trong bộ phận sale, là chuyên về sale, làm về gọi là admin về sale sự kiện. Sau đó thì chị ở Dubai một năm, thì chị qua Việt Nam, chị làm ở JW Marriott Hà Nội Việt Nam. Thì chắc là các em cũng biết khách sạn đấy cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam, thì cũng là chuyên về host về các nhiều sự kiện như là APEC hay là World Economic Forum. Thì chị làm ở đấy ở bộ phận sale. Thì trước là chị qua, chị làm sales executive. Sau đấy thì chị được thăng tiến thêm làm trợ lý quản lý sale, gọi là assistant sales manager. Mình nôm na hiểu là đó là gọi là phó quản lý đúng hơn, cho nó dễ hiểu hơn. Thì chị làm ở khách sạn đó tổng hai vị trí đó thì cũng 2 năm. Thì sau đấy thì là chị chuyển về trường, là bên trường thì họ cũng muốn để có người, có cựu học sinh cũng làm đại diện trường để chia sẻ cho các em kinh nghiệm thực tế và cũng hiểu về ngành. Tại vì là bên gia đình chị thì cũng có chỗ nhà hàng thế giới hải sản và mấy nhà hàng nữa, cộng với chị cũng làm chỗ Airbnb, ý nghĩa là cũng có một cái trải nghiệm thực tế nữa. Thế thì chị sẽ cho chị Vanessa chia sẻ kinh nghiệm của chị Vanessa. Chị Vanessa thì kinh nghiệm thì cũng khá thú vị, tại vì các em có thể biết về Vanessa, chị Vanessa cũng đi làm cũng khá nhiều nơi ở trên thế giới, làm ở Úc rồi Việt Nam rồi cũng cả đang làm ở hiện tại thì cũng đang công tác ở trên du thuyền. Xin chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Chào anh Thanh, chị Tâm, Sonia và thầy Raphael. Rất là cảm ơn G-Connect và trường Blue Mountains đã mời mình hôm nay chia sẻ dự buổi webinar ngày hôm nay. Tên tiếng Việt của mình là Lan Hương. Chào các bạn học sinh. Tên tiếng Việt của mình là Lan Hương. Mình tên tiếng Anh là Vanessa. Hiện tại thì mình đang công tác tại công ty Royal Caribbean Cruises Ltd. Mình hiện tại đang làm cho du thuyền. Về cái quá trình học tập tại trường Blue Mountains thì bởi vì Sonia đã chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm xin việc khi các bạn làm placement rồi, thì mình sẽ nói hơn về kinh nghiệm khi xin việc sau khi các bạn tốt nghiệp.
Khác với Sonia một chút thì mình đi học ở trường Bloomington hơi muộn, khi mà mình 20 tuổi. Và khi mà tốt nghiệp thì mình tốt nghiệp năm 2014. Placement đầu tiên thì mình làm tại Sofitel Melbourne, mình cũng làm bắt đầu với Banquet khoảng 8 tháng. Năm thứ hai khi mà học tại Lura Campus kỳ thứ hai, thì đến khi năm thứ hai đi thực tập thì mình đã chọn Sofitel Sydney. Và năm thứ hai đấy thì mình đã làm ở Executive Lounge, là nó là sảnh khách VIP. Thì ra kể không quá nhiều mọi người biết về bộ phận này trong khách sạn, bởi vì nó thực sự là không phổ biến như nhà hàng hay là về buồng phòng. Nó là một bộ phận khá là nhỏ, nó là lai giữa bộ phận ẩm thực cùng với cả bộ phận buồng phòng. Ở đây thì khách có một khu rất là biệt lập, ngoài việc là trả tiền hoặc phòng hạng sang hoặc phòng suite, thì khách có thể sử dụng lounge để ăn sáng, uống trà chiều và có evening cocktail. Sau khi làm đây khoảng tầm 8 tháng thì mình quay lại trường học năm thứ 3. Và đến khi tốt nghiệp, mình giữ công việc này khoảng tầm gần 2 năm. Cho đến khi sau khi tốt nghiệp vào tháng 4 năm 2014, tháng 3 năm 2014, thì đến khoảng tầm tháng 10 năm trong cùng một năm thì mình chuyển sang công việc là sang tập đoàn khác là Intercontinental thuộc IHG ở Sydney. Ở Sydney thì có hai khách sạn là Intercontinental, một cái ở gần cầu cảng Sydney và một cái ở bên khu Double Bay. Như bạn nào mà học ở Úc, đã học và làm việc ở Úc thì chắc chắn là biết Double Bay rất là nổi tiếng, có thể đi đến khách sạn bằng tàu rất là đẹp, đặc biệt là những hôm trời nắng. Sau khi làm ở Double Bay thì mình làm với công việc đấy với cương vị là team leader cho Club Lounge. Và sau 9 tháng thì mình được thăng chức trở thành quản lý của bộ phận là Club Manager và Guest Relations Manager của khách sạn Intercontinental trên Double Bay. Rất là may mắn, trong thời gian làm việc tại Úc thì mình cũng đã có các mối quan hệ với các quản lý cao cấp và biết hiểu thêm về tập đoàn và cảm thấy rất là gắn bó với thương hiệu. Nên là 2016 mình có quay trở lại Việt Nam để làm việc, vì sau 5 năm hơn, gần 6 năm xa gia đình và bỏ lỡ rất nhiều các cái sự kiện của gia đình cũng như là bạn bè, thì mình muốn có một cái khoảng thời gian 1 đến 2 năm để có thể ở gần gia đình hơn, vẫn muốn được làm và được cống hiến với tập đoàn. Thì mình đã trở về và làm quản lý cho sảnh khách VIP của khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake, khách sạn Intercon đầu tiên ở Hà Nội, ở Việt Nam và ở Hồ Tây. Công việc, cơ hội đến mọi thứ rất là tự nhiên. Năm ngoái mình đã xin nghỉ việc sau 2 năm 9 tháng và bắt đầu làm việc ở trên du thuyền của Mỹ thuộc công ty thuộc tập đoàn Royal Caribbean, vào tàu của mình là Azamara. Tàu thì khá là nhỏ, chỉ có khoảng hơn 600 khách, có 370 phòng và có 400 thuyền viên. Công việc thì cho mình một cơ hội là được đi vòng quanh thế giới, thỏa mãn một cái mong ước từ rất là lâu. Hiện tại thì công việc đang bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, coronavirus. Nên là hiện tại tất cả các tàu, các thuyền đều dừng lại cho khoảng tầm từ 3 đến 6 tháng. Rất là may mắn, thì không may nhưng mà cũng rất là may, bởi vì nếu như mà mình tiếp tục với công việc thì giờ này chắc là không thể ở đây chia sẻ với các bạn được. Bởi vì đúng ra là mình đã phải bay đi Dubai ngày 26 để trở lại thuyền, để sắp tới để có thể đi Israel và châu Âu. Nhưng mà đương nhiên với bệnh dịch này thì đương nhiên là hải trình sẽ phải rời lại. Về công việc thì mọi thứ đến rất tự nhiên các bạn ạ. Khi các bạn học ở trường thì như chị Sonia, chị Tâm đã chia sẻ, các bạn sẽ được học mọi thứ từ căn bản. Trình độ tiếng Anh của mình khi mà ngày xưa đi học ở bên Úc, khi mà đầu vào thì cũng không phải là quá xuất sắc. Mình thấy IELTS cũng chỉ được khoảng tầm 6.0 thôi. Nhưng có lẽ là tính cách của mình phù hợp. Mình rất là thích giao tiếp, mình rất là thích cởi mở, thích nói chuyện với khách, với mọi người để làm quen với những nền văn hóa mới, làm bạn. Khi mình đi học ấy, thì mình nghĩ đơn giản là bố mẹ đã mất tiền đầu tư cho mình để đi học, thì không có lẽ nào mình chỉ chơi với các bạn giống mình, nói cùng thứ tiếng giống mình. Vậy cho nên là mình đã nói chuyện với tất cả các bạn trong cùng một lớp, thì bởi vì nó là cái rất là đa văn hóa, mình có cơ hội để nói chuyện và gặp gỡ những người tất cả mọi người trên thế giới, thì mình đã sử dụng cái khoảng thời gian này để thực hành trau dồi tiếng Anh và mở rộng mối quan hệ của bản thân. Khi tốt nghiệp, khi mà đi, mình cũng đi theo chương trình như trường giúp đỡ về IP, có một môn đấy là IP Industry Placement, các thầy cô giáo hướng dẫn đi làm việc. Và khi các bạn bắt đầu từ sớm, các bạn xây dựng cho mình một cái folio, các bạn xây dựng cho mình một cái resume, gọi là gì nhỉ, cái hồ sơ xin việc, để mình thể hiện thấy ra rằng cứ không phải 6 tháng các bạn nhảy một công việc là tốt. Các bạn không nên ở quá lâu, 3-4 năm ở tại một công việc, tại vì nó sẽ làm cho mình bị cùn đi.
Hãy cân nhắc thời gian hợp lý để mình ở lại làm việc trong cùng một vị trí, một công việc trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu như mình không thể thăng chức, nếu không mình có không thể có khả năng, không thể không có cơ hội để phấn đấu, thì có lẽ nên tìm một công việc khác, tìm một nơi khác. Hãy dùng những kinh nghiệm mình đã có ở chỗ thời điểm hiện tại mình đang làm để tìm một công việc khác phù hợp hơn, có mức lương xứng đáng hơn với công sức các bạn bỏ ra. Đồng thời cũng đừng bao giờ quên mất rằng những cái người mà các bạn làm cùng ấy, hãy giữ một quan hệ tốt. Không cần là phải làm bạn thân với tất cả mọi người, nhưng hãy giữ một quan hệ tốt, duy trì một quan hệ đấy, bởi vì bạn không biết rằng sau này chính những cái công việc mà tương lai bạn sẽ có là nhờ những mối quan hệ mà bạn đang có trong thời điểm hiện tại. Và hãy luôn luôn giữ cái đam mê làm công việc. Nó có thể là một dạng, nó chỉ chuyển từ một dạng này sang một dạng khác. Như trước đây mình làm khách sạn, hiện giờ mình làm du thuyền, nó từ là thuộc về hotel mình chuyển sang tourism. Nó vẫn là một ngành dịch vụ, nó vẫn đã làm liên quan đến con người. Một cái du thuyền thì nó cũng chỉ giống như khách sạn 5 sao nhưng nó trên biển. Tuy nhiên là sẽ có những cái phần mà ở trên mặt đất các bạn làm cho khách sạn các bạn sẽ không bao giờ phải biết đến, ví dụ như về immigration, về nhập cảnh. Các bạn không bao giờ phải làm cái việc đấy, hoặc là drill những cái diễn tập ở trong khách sạn thì khoảng tầm 3 tháng đến 6 tháng các bạn sẽ có diễn tập báo cháy một lần. Nhưng khi mà chúng tôi làm ở trên biển, một tuần chúng tôi có 2 drill. Chúng tôi có 2 lần diễn tập, một lần cho khách và một lần cho thuyền viên, để đảm bảo được rằng cả con tàu, cả khách sạn đấy được vận hành theo một cái tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe, theo một sự an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hơn 1.000 hành khách, gồm hơn 600 khách và hơn 400 thuyền viên. Và không quá nhiều các bạn Việt Nam biết đến cái cơ hội làm việc trên cái ngành hàng hải. Cho nên là mình khuyến khích các bạn nên tìm hiểu, đặc biệt là những bạn mà đã tốt nghiệp, nó sẽ phù hợp hơn là các bạn mà đang làm placement. Tại vì sao? Tại có một số, mình có một cái group ở trên Facebook cho những các bạn học sinh, du học sinh của trường Blue Mountains. Các bạn có hỏi là chị em có thể làm placement năm thứ nhất hoặc năm thứ hai ở trên thuyền được không? Thì mình sẵn sàng là mình chia sẻ với các bạn những cái link đấy, nhưng mà xin nói trước là thời gian để các bạn nộp hồ sơ xét duyệt nó khá là lâu và đôi khi nó sẽ lỡ mất khoảng thời gian để các bạn có thể làm placement. Nhưng các bạn hãy cân nhắc. Nếu như các bạn tốt nghiệp xong, các bạn có thể ở lại Úc khoảng 2 năm đến 3 năm như chị Tâm có chia sẻ là 2 năm, nhưng mà khi các bạn học ở trường Adelaide, khi cơ sở Adelaide, thì các bạn sẽ có được ở được 3 năm. Sau đấy nếu như các bạn trong muốn ở Việt Nam ngay, thì các bạn có thể nghĩ đến việc là mình có thể làm trên du thuyền. Các bạn sẽ được đi vòng quanh thế giới. Công việc đấy các bạn không phải trả lương, bởi vì nó là international water. Các bạn không phải đóng thuế. Các bạn không phải đóng thuế. Các bạn được chi trả về vé máy bay 100% chiều đi và chiều về, các bạn được chi trả về khách sạn, các bạn được bọn mình hay nói vui đấy là công ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày ở trên du thuyền, mọi thứ được cung cấp rất là đầy đủ, rất là tiện nghi. Ngoài ra thì có cái phần lương của mình thì gần như là một khoản tiết kiệm, các bạn có thể sử dụng vào rất là nhiều việc, ví dụ như là gửi về cho gia đình, có một khoản tiết kiệm hoặc đầu tư. Và mình hy vọng là nếu như các bạn có câu hỏi nào đây, các bạn có thể hỏi mình và Sonia hoặc là chị Tâm hoặc là anh Thanh. Thì chắc chắn là sẽ rất là vui lòng để trả lời. Cảm ơn chia sẻ của Vanessa rất là nhiều, những cái chia sẻ của người trong cuộc cho nên rất là chi tiết và rất là thực tế. Thì hy vọng là giúp cho các bạn học sinh hiện tại đang băn khoăn không biết là nên theo học ngành này hoặc là học xong ngành này cơ hội việc làm như thế nào, thì cũng sẽ có một vài cái ý tưởng cho cái kế hoạch tương lai của mình. Như chị và chị Vanessa đã chia sẻ thì các bạn cũng có thể thấy là trong ngành khách sạn xin việc nói chung cũng khá gọi là dễ dàng, không phải quá khó khăn nếu mà mình thực sự là đam mê theo ngành. Và thêm mà mình cũng phải đương nhiên là phải chăm học. Lúc mà học thì mình phải đi học đầy đủ lớp. Nếu mà thầy cô ví dụ có những gọi là ca đi làm để mình đi thực hành trong mô hình ví dụ nhà hàng hay là lễ tân hay là housekeeping thì mình phải đi đầy đủ ca. Và đi thực tập thì mình cũng phải làm việc tốt và cũng có một cái gọi là review tốt từ nhà tuyển dụng. Vì thế là như các em đã thấy là 97% của sinh viên Blue Mountain đã xin được việc làm trong dưới 3 tháng. Và 70% sinh viên Blue Mountain thì cũng trong 5 năm hoặc dưới 5 năm thì đã làm chức vụ quản lý. Và 12% của cựu sinh viên Blue Mountain hiện tại là đang là tổng giám đốc của các tập đoàn khách sạn. Còn nói về cái gọi là thăng tiến của trong cái ngành khách sạn
thì là thường là mọi người có thể bảo ít nhất từ 6 tháng đến 5 rưỡi hay 2 năm mỗi vị trí. Thì đương nhiên là đấy là tùy đương nhiên là khả năng của mỗi bạn và tùy đương nhiên là các cơ hội. Ví dụ như là các bạn có cơ hội đang phát triển ở tại khách sạn mình đang làm thì ở lại đấy. Còn ví dụ các bạn mà thấy ví dụ trong tập đoàn mình có cơ hội để mình có thể thăng tiến và phát triển sự nghiệp và học hỏi ở gọi là chi nhánh khách sạn khác thì mình có thể qua đấy đi làm, thì là thường ở bên tập đoàn họ sẽ hỗ trợ mình để mình chuyển việc làm vị trí cao hơn và nhiều trách nhiệm hơn. Và thường là học sinh Blue Mountain thì thường đã làm ở trong 5 năm sau tốt nghiệp đã làm ít nhất là 2 đến 3 nước. Thì là ví dụ như là chị và chị Vanessa thì cũng làm 2 đến 3 nước. Ví dụ chị thì chị làm ở Úc, Maldives, Dubai, Việt Nam là 4 nước rồi. Còn chị Vanessa thì là làm trước làm ở Úc và Việt Nam cộng hiện tại thì đang công tác ở du thuyền, thì đương nhiên là tính ra là làm như là ở International Water thì chắc là cũng đi được khá nhiều nước rồi. Thì nói chung là bạn nào mà thích du lịch thì cũng có thể, đây là một cái ngành mà mình có thể đi lại nhiều và gặp nhiều người, và cũng đương nhiên là tham quan được nhiều cảnh ở thế giới khác nhau. Đây là ví dụ những các anh chị alumni biểu hình. Thì đây là anh Jack Vigado là General Manager hiện tại là đang công tác ở Trung Quốc. Thì anh ấy được năm ngoái là được giải là General Manager của năm 2019 của tập đoàn Hyatt. Đây là cũng là một chị học sinh cũng khá tiêu biểu của trường Blue Mountain, thì chị Camelia Đinh hoặc là Trà Đinh. Thì chị Camelia cũng khá trẻ, thì là chị bây giờ là giám đốc kinh doanh, thì là vẫn là U30 như bên mình gọi. Thì chị Camelia sinh năm 91, thì hiện tại chị là giám đốc kinh doanh của khách sạn ở Hội An, nói là Tui Blue Nam Hội An. Thì khách sạn đấy cũng đang ở trong thời gian pre-opening, đấy nghĩa là đang khai trương, thì hình như là cũng phải khai trương trong tháng 3 hoặc tháng 4 rồi. Thì chị cũng không nắm rõ là do dịch thì có thay đổi gì không. Thì có thể các em nghĩ là chị Camelia, ví dụ như chị Camelia hoặc chị Vanessa là học xong làm quản lý luôn. Đương nhiên là không. Thì quan trọng nhất là mình phải có một cái mục tiêu sự nghiệp rõ ràng. Ví dụ như là chị Camelia thì chị biết rõ hơn chị, đấy là điểm gọi là cộng của chị Camelia. Chị Camelia biết là chị Camelia muốn làm sales từ hồi đang ở làm ở trường. Vì thế lúc mà thực tập thứ hai, các em có thể thấy là chị Camelia làm sales and catering coordinator ở Hyatt Hotel Canberra. Lúc đấy là cũng là một cái công việc là cũng là lúc đấy thì là chị Camelia là người châu Á đầu tiên làm ở bộ phận sales ở Canberra Úc. Tại vì thời bọn chị học thì là nói chung mấy vị trí mà làm admin thì thường là họ ưu tiên cho người Úc hơn. Và lúc đấy là thường làm cái vị trí này, job đầu tiên là thường là cũng không lương để mình lấy kinh nghiệm. Nhưng sau đấy thì vì chị Camelia cũng đặt gọi là một cái goal setting và cũng đương nhiên là tìm kiếm các cơ hội, thì cái thăng tiến của chị Camelia thường ở trong một năm hoặc một năm rưỡi hơn. Thì hiện tại thì chị tiến được vị trí đấy. Còn đây là ví dụ như là các bạn mà thích làm với số thì mình có thể làm ở bộ phận revenue. Revenue là thực ra là bộ phận là mình gọi là làm giá. Thì ý nghĩa là giá khách sạn, vì thế các em hiểu tại sao thay đổi. Ví dụ như mùa hè thì các khách sạn giá đắt hơn, ví dụ khách sạn ở biển. Còn mùa đông thì khách sạn giá rẻ hơn. Đấy là có phải có bộ phận revenue management là họ sẽ làm giá để họ đương nhiên là lúc mà nhu cầu cao thì họ chặn lọc khách hàng tốt. Còn lúc mà nhu cầu ví dụ như là thấp thì họ vẫn có một cái những cái ưu đãi để gọi là người du lịch mà không có ngân sách đi đợt cao thì họ có thể là đi du lịch hoặc là ở khách sạn đợt gọi là thấp điểm hơn. Đây là cũng là ví dụ một chị cựu học sinh cũng là làm về revenue management. Hiện tại thì chị Tâm sẽ nói về yêu cầu đầu vào của trường. Về yêu cầu đầu vào của Blue Mountains thì khá là đơn giản. Thứ nhất là đối với lại chương trình cử nhân, nếu mà bạn muốn đi học chương trình Bachelor thì yêu cầu đầu tiên là các bạn sẽ cần trên 18 tuổi. Tại vì trong cái chương trình học ở năm thứ nhất thì thường mình cũng sẽ học về những cái môn về ẩm thực, về pha chế, thì liên quan đến các chất, có thể các bạn cần phải nếm những cái chất có cồn. Thì theo quy định thì thường là các bạn trên 18 tuổi tại thời điểm các bạn vào học khóa chính thức của bậc học cử nhân. Yêu cầu thứ hai là yêu cầu về mặt học thuật, học tập thì yêu cầu các bạn cần phải có cái bằng tốt nghiệp tương đương với lớp 12 ở Việt Nam. Yêu cầu thứ hai là yêu cầu về tiếng Anh. Đầu vào của chương trình cử nhân, nhà trường chỉ cần các bạn có điểm IELTS tương đương 6.0. Nhà trường chỉ coi cái điểm tổng của các bạn chứ không
quan trọng các kỹ năng thành phần. Chính vì vậy mà chỉ cần các bạn được điểm IELTS Overall 6.0 là các bạn đã thỏa mãn cái điều kiện vào thẳng chương trình cử nhân tại Blue Mountains. Nếu các bạn thi những cái bài thi khác, chẳng hạn như TOEFL hoặc là BTE, thì nhà trường vẫn công nhận cái kết quả này. Đối với những bạn mà không có trình độ Anh văn, chưa có thi IELTS, thì các bạn vẫn có thể thử cái trình độ của mình bằng cách đăng ký làm cái bài test online miễn phí của Blue Mountains thông qua G-Connect. Thì dựa vào cái bài kiểm tra online này, nhà trường sẽ đánh giá các bạn, trình độ các bạn quy đổi ra là tương đương với IELTS là bao nhiêu điểm. Thì lúc đó nhà trường sẽ tư vấn, sẽ có những cái khóa học Anh văn dành cho những bạn sinh viên nào chưa đủ IELTS 6.0. Nhà trường sẽ nhận các bạn với cái mức điểm tương Anh văn tương đương IELTS 5.0, nghĩa là nhà trường sẽ cho các bạn học tiếng Anh tối đa là 20 tuần trước khi vào nhập học khóa chính. Đối với lại các bạn học chương trình thạc sĩ thì yêu cầu đầu vào để học thạc sĩ thì các bạn sẽ có, thường là có hai yêu cầu chính. Một là yêu cầu về học thuật, các bạn sẽ cần tốt nghiệp bằng tương đương bằng cử nhân ở Việt Nam, đó là yêu cầu về học thuật. Yêu cầu thứ hai là yêu cầu về tiếng Anh, các bạn cũng chỉ cần IELTS tương đương 6.0 để theo học chương trình Master of International Hotel Management. Và các bạn hoàn toàn vẫn có thể đăng ký làm bài test online của nhà trường miễn phí. Đối với lại chương trình thạc sĩ thì nhà trường không yêu cầu bất kỳ kinh nghiệm làm việc, cũng như không yêu cầu các bạn cần phải có quá trình học liên quan đến cái ngành này ở bậc học cử nhân. Chính vì vậy mà các bạn tốt nghiệp đại học bất cứ một cái lĩnh vực nào, chẳng hạn như ngoại ngữ hoặc là giáo dục, hoặc là thậm chí có những bạn học ở cái ngành công nghệ thông tin nhưng mà bây giờ có những cái lý do giải thích chính đáng để chuyển đổi công việc, chuyển đổi cơ hội việc làm sang hotel management, thì nhà trường vẫn chấp nhận những đơn xin nhập học của các bạn. Thì đối với lại các đơn xin nhập học thì các bạn hoàn toàn có thể liên hệ với lại các anh chị tư vấn tại G-Connect để được hướng dẫn chi tiết hơn. Về chi phí học tại Blue Mountains thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý phụ huynh và các bạn một số cái thông tin liên quan chi phí. Về học phí của khóa học cử nhân thì hiện tại tổng học phí nó sẽ dao động khoảng 89.400 đô la Úc cho 2 năm rưỡi và chia đều ra làm 6 học kỳ. Mỗi học kỳ các bạn sẽ đóng theo từng terms, nghĩa là nhà trường sẽ chia làm 6 terms học. Còn những cái kỳ đi thực tập thì các bạn hoàn toàn không cần phải đóng học phí và các bạn sẽ được đi làm hưởng lương. Thì cái mỗi một kỳ các bạn sẽ đóng cái mức là 14.900 đô la Úc, tương đương với 4 môn học. Ngoài ra các bạn sẽ cần có một cái phí nữa là phí ở ký túc xá. Hiện tại cứ 10 tuần thì cái chi phí này là khoảng 5.150 đô la Úc. Đó là hai khoản chi phí chính khi các bạn theo học tại Blue Mountains. Ngoài ra thì sẽ có thêm một số chi phí về đồng phục, về bảo hiểm y tế, cũng như là những cái dụng cụ học tập. Và những cái chi phí này thì các bạn chỉ cần đóng một lần đầu tiên ở cái hóa đơn đóng tiền đầu tiên. Còn những cái hóa đơn đóng tiền ở những kỳ tiếp theo thì chỉ cần đóng 2 phần chính, đó là học phí và chi phí ký túc xá. Hai học kỳ cuối cùng ở năm thứ 3 thì các bạn chỉ đóng học phí thôi, vì lúc này các bạn di chuyển lên Sydney và lúc này thì các bạn sẽ không cần ở ký túc xá của nhà trường mà có thể là tự tìm chỗ ở cho mình. Đối với khóa học thạc sĩ thì hiện tại tổng chi phí học sẽ là 46.200 cho 2 năm và chia đều ra là 6 kỳ học. Mỗi kỳ học các bạn chỉ đóng có 7.700 đô la Úc, tương đương với 2 môn học. Thì đối với Blue Mountains thì đây là một cái phần cũng được xem như là ưu điểm, tại vì cái này nó sẽ giúp cho các bạn có cái kế hoạch đi học tương đối là, kế hoạch tài chính tương đối là nhẹ nhàng. So với một số trường khác, các bạn sẽ phải đóng học phí lên tới một học kỳ. Nó sẽ gấp đôi, còn Blue Mountains thì cứ 3 tháng các bạn đóng 2 môn học tương đương 7.700. Thì đó là một cái lợi thế, và đặc biệt là đối với lại cái chi phí, cái tỷ giá đô la Úc hiện nay thì khá là vừa phải cho cái kế hoạch đi du học của các bạn. Thì chúng tôi đã tóm tắt, đã chia sẻ với quý phụ huynh và các bạn sinh viên về những cái nội dung chính của buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay về Blue Mountains International Hotel Management School. Thì hy vọng là các bạn sẽ nhớ được những cái điểm chính của cái buổi chia sẻ của chúng tôi. Đó là thứ nhất, Blue Mountains là trường có được cái xếp hạng số 1 tại Úc về Hospitality and Leisure Management Education theo xếp hạng US Ranking năm 2019. Đó là một cái bằng chứng cho thấy chương trình học của trường chất lượng và được công nhận rất là rộng rãi trên thế giới. Đối với lại chương trình cử nhân và chương trình thạc sĩ thì đều có những cái phần thực tập hưởng lương, và nhà trường có rất là nhiều cái
hỗ trợ để giúp cho sinh viên có thể có được những cái nơi thực tập mà mình mong muốn. Và đây là một cái lĩnh vực, một cái ngành mà sẽ vẫn cần rất là nhiều cái nhu cầu về công việc trong tương lai. Thì bây giờ nếu mà quý phụ huynh hoặc là các bạn nào có những cái câu hỏi đặt cụ thể cho tôi, hoặc Sonia, hoặc Vanessa, hoặc là đại diện G-Connect, thì các bạn có thể đặt câu hỏi, hoặc là các bạn có thể chat, hoặc là bất kỳ cái kênh nào mà các bạn thấy là tiện lợi nhất. Chúng tôi ở đây để sẵn sàng nghe những cái câu hỏi và chia sẻ với các bạn. Cảm ơn Tâm, cảm ơn Sonia, cảm ơn Vanessa. Chắc chắn rồi, chúng ta có một số câu hỏi đây và tôi sẽ tổng hợp lại, anh sẽ tổng hợp lại câu hỏi để các chị và thầy Raphael có thể trả lời cho các bạn sinh viên. Anh nghĩ đây là một cái câu hỏi khá là thú vị mà anh muốn biết, và anh muốn nghe sự chia sẻ của chị Vanessa. Câu hỏi là ở Lura như nào? Lura nghe nói buồn lắm, nhưng mà buồn hay không thì nó là cái đánh giá mỗi người theo anh. Anh muốn biết cái nhận định của chị Vanessa. Vanessa. Cảm ơn anh Thanh và câu hỏi. Em không nghĩ là Lura buồn đâu ạ. Khi mà em học ở trường thì là từ năm 2010, 2011, 2012, 2013. Thì từ hồi đấy thì Lura còn khá là yên tĩnh. Nhưng bây giờ thì hiện tại rất là nhộn nhịp. Các bạn học ở trường thì có thể đi train xuống Sydney và chỉ khoảng mất khoảng 2 tiếng thôi là các bạn có thể xuống đến trung tâm của Sydney rồi. Có rất nhiều học sinh chọn cách là học ở trên trường vào cuối tuần thì đi xuống Sydney chơi. Ngoài ra thì trên trường cũng rất là nhiều các hoạt động mà hàng ngày mà các bạn có thể tham gia, từ là chơi thể thao, anh Thanh có nghe rõ không ạ? Anh nghe rồi, mọi người vẫn nghe. Okay. Em nghĩ là, xin lỗi là cái đường truyền của em nó hơi kém. Ở trên trường thì có rất nhiều hoạt động, các bạn sẽ không phải lo lắng về việc là buồn đâu ạ. Ở trường có SRC, các bạn được gọi như mình gọi là hội trưởng học sinh, có rất nhiều các cái mình gọi là tiết mục, rất nhiều các activities, các hoạt động cả ban ngày, buổi tối và cả cuối tuần. Ngoài ra thì trường có sân bóng rổ này, có phòng gym cho các bạn học sinh, rồi là có bể bơi nữa. Trời lạnh thì chắc là không, trời lạnh thì chắc là chỉ để cho vịt bơi thôi. Nhưng mà trời nắng lên rồi, thời tiết từ khoảng tầm tháng 10 cho đến tháng 2 thì rất là dễ chịu. Và chắc chắn là rất nhiều cảnh đẹp ở xung quanh trường, đặc biệt là khi mùa xuân, khi mà hoa anh đào nở, các bạn có thể đi, những bạn nào mới thích chụp ảnh, có thể là đi quanh, đi dạo quanh trường. Rất là mọi người, thậm chí là những người sống ở Sydney có thể đi, rất là thích lên Blue Mountains để đi bushwalking, đi bộ, đi leo núi. Ngoài ra thì em hoàn toàn không nghĩ là Lura buồn. Buồn hay không, đấy là do mình, như anh Thanh nói ở câu trước. Cảm ơn em đã chia sẻ rất là thẳng thắn và rất là gọi là rất là dễ tưởng tượng về việc sống và học tập ở Lura. Câu hỏi tiếp theo anh nghĩ dành cho đại diện trường tư vấn của G-Connect cũng có trả lời rồi, nhưng mà anh muốn chị Tâm có thể vui lòng cập nhật rõ hơn những cái học bổng hiện giờ mà Blue Mountains đang có cho sinh viên Việt Nam, cũng như là sơ bộ về cách thức mà mình có thể xin cái học bổng này. Dạ, em cảm ơn anh Thanh và cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi về chính sách học bổng dành cho Blue Mountains, dành cho sinh viên Việt Nam. Thì hiện tại Blue Mountains có một số loại học bổng như sau. Đầu tiên là học bổng tiếng Anh, gọi là Ellicott Scholarship. Học bổng tiếng Anh này có giá trị tương đương với 10 tuần học Anh văn tại Lura Campus, tương đương là $4,150 Úc. Nghĩa là học bổng này dành cho những sinh viên có cái điểm đầu vào Anh văn chưa đủ 6.0 và cần học thêm Anh văn trước khi vào khóa học chính tại Blue Mountains. Chẳng hạn như một bạn có IELTS 5.5 nhưng vẫn muốn theo học thì mình sẽ có cái khóa học là 10 tuần Anh văn, sau đó liên thông lên khóa Bachelor 2 năm rưỡi. Thì với 10 tuần Anh văn này, các bạn sẽ được nhà trường cấp học bổng, xem như là các bạn được học miễn phí.
Cái loại học bổng thứ hai là học bổng Motivational Scholarship, gọi là học bổng khuyến khích học tập, gọi nôm na là như vậy. Thì học bổng này đối tượng dành cho những sinh viên có đủ yêu cầu tiếng Anh đầu vào, tức là đủ IELTS 6.0 hoặc tương đương các bằng cấp khác và có cái mức học lực khá giỏi trở lên. Nhà trường sẽ xem xét và cấp cho các bạn có cái đủ điều kiện này cái mức học bổng dao động từ 1.000 đô la Úc đến 5.000 đô la Úc. Nó tùy theo cái kết quả học tập của các bạn và cũng như tùy vào cái bài luận, bài essay mà các bạn viết khi mà mình xin học bổng. Loại học bổng thứ ba gọi là học bổng Industry Scholarship. Học bổng này dành cho những bạn có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, ít nhất là 1 năm trong lĩnh vực có liên quan đến cái lĩnh vực về dịch vụ khách hàng. Nói chung thì trong đó mình sẽ có về nhà hàng, khách sạn, du lịch, rồi hàng không, rất là nhiều cái lĩnh vực có liên quan đến hospitality industry. Thì nếu mà các bạn chứng minh là các bạn có làm việc full time toàn thời gian từ 1 năm trở lên thì các bạn sẽ được nhà trường xem xét và cấp học bổng industry với giá trị là 15% cho toàn thời gian học. Rồi học bổng thứ tư là học bổng Hotelier Scholarship, gọi nôm na là học bổng dành cho những đối tượng có phụ huynh là làm trong cái lĩnh vực kinh doanh, làm trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng hoặc là những cái lĩnh vực liên quan đến dịch vụ khách hàng nói chung, hoặc là phụ huynh có kinh doanh, có cơ sở kinh doanh về lĩnh vực này, thì khi mà người con đi học thì nhà trường sẽ xem xét để cấp cái học bổng cũng là 15% cho toàn thời gian học. Cái học bổng cuối cùng là học Sibling Scholarship. Thì học bổng này dành cho đối tượng là học sinh có anh hoặc là chị em ruột đã từng theo học tại Blue Mountains, thì người tiếp theo đi học sẽ được 25% học bổng cho 15% cho toàn thời gian học. Thì đó là một số những cái học bổng của Blue Mountains dành cho sinh viên Việt Nam. Thì các bạn quan tâm đến học bổng thì cứ vui lòng liên hệ với G-Connect hoặc là đại diện trường, thì chúng tôi sẽ cố gắng tư vấn cho các bạn cái loại học bổng nào phù hợp nhất với cái điều kiện và với cái hoàn cảnh của các bạn. Cảm ơn Tâm. Chắc chắn rồi, nếu như mà các em và các phụ huynh muốn tìm hiểu một cách chi tiết hơn, tức là cái quy trình để mà xin học bổng, thì tư vấn viên của G-Connect sẽ rất là sẵn lòng để hướng dẫn. Một câu hỏi rất là thú vị và tôi muốn mời thầy Raphael. Hey Raphael, Mr. Stango, can you hear me? Yep, right here. Very good. It's a quick question from student that I think that you best fit to answer. What's the advantage of the Blue Mountains alumni graduates comparing to other schools or other programs? Sure. I think people are very smart in terms of the choices what they make in terms of what brand they choose. Yeah. So I think if students choose to study within the Asia Pacific region, Blue Mountains is widely known as the top place to study hotel management since many, many years. So in that case, reputation and ranking is definitely one important part. Another important part is internships. And we have two of those during our bachelor degree, which assures that students have the best opportunity to be job ready at graduation and therefore just nicely move into their careers as well. Okay. One other thing which I would want to add, and I think which surely will clear up after Corona is gone as well, studying in different locations could be a benefit as well, you know, as I know we haven't mentioned today, but we have a China campus as well. Okay, sure. So that could give students an opportunity to study in Australia and in China before starting their career. Great, thank you. Yes, obviously I would agree with a lot of things, but I'll get back to you in regards of the coronavirus and what the schools to do. Before that, we'll get back to Vanessa. Vanessa, there's a very good question for you. Chị Vanessa ơi, về việc làm trên du thuyền thì chị gặp những khó khăn gì? Chị có thể chia sẻ những kinh nghiệm và điều kiện cần để xin việc trên du thuyền. Lúc nãy chị có chia sẻ một chút rồi, nhưng mà có lẽ là bạn này sẽ muốn biết thêm một chút về cái công việc trên du thuyền, những khó khăn cũng như là cái giờ mà
mà em phải làm việc. Cảm ơn anh Thanh và cảm ơn câu hỏi của anh. À, ngoài ra em có thấy ở trên có một em muốn trả lời luôn có một số bạn hỏi về câu hỏi về xin visa. À, khi các bạn đi làm ở trường như bên Chiconic có chia sẻ thì khi các bạn muốn đi placement ở những nước khác ngoài Úc và Việt Nam thì Chiconic sẵn sàng là hỗ trợ và giúp các bạn làm thủ tục visa. Nhưng ngoài ra nếu như các bạn đã tốt nghiệp xong rồi thì công việc đấy nó sẽ không phải là placement nữa, nó sẽ khác. Có một số phần lớn thì các bạn sẽ phải tìm công việc phù hợp, tìm vị trí phù hợp, sau đó các bạn sẽ phải liên lạc với công ty mà tuyển dụng các bạn để bên họ sẽ giúp đỡ cho bạn làm visa. Và phần lớn loại visa này nó sẽ là bảo lãnh. Hiện tại thì có một số các nước, mỗi một các nước thì nó sẽ có những cái quy định riêng. Có những ngành ở một vài nước thì sẽ cho phép là các bạn tự tìm visa để các bạn có thể đi làm. Nhưng mà với cái hạn chế là passport của Việt Nam thì các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ trước khi các bạn quyết định là đi làm ở một nước khác. Ở trong khu vực Đông Nam Á thì bạn có thể đi Singapore, các bạn có thể tìm ở Malaysia, có thể tìm ở Thái Lan, là những công việc mà không quá là xa nhà. Các bạn nên xây dựng cho mình một cái portfolio khá là tốt và ổn định từ khi các bạn còn học ở trên trường và đi placement. Đồng thời là các bạn khi mà các bạn sống ở Úc và làm việc ở Úc thì các bạn nên chăm chút cho các hồ sơ của mình. Hãy nên tạo những mối quan hệ và nên tạo sự gọi là gì nhỉ? Loyalty với cái công ty đấy để sau này khi mà mình đi làm mình xin việc thì nó sẽ dễ hơn. Công ty nếu như nếu như công ty có cơ hội để bảo lãnh cho bạn thì các bạn nên nắm bắt lấy nó và nên ngay cái lúc đó. Còn về trả lời về câu hỏi về du thuyền thì em xin chia câu hỏi này làm hai phần. Có lẽ là do cái cách mà mình chuyển từ khách sạn sang du thuyền nó sẽ khác hơn các bạn. Cho nên mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình và sau đấy mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của các bạn mà theo cái hướng thông thường. Khi mà làm trên du thuyền, cái công việc hiện tại mình đang làm quản lý, mình đang làm guest relations manager, là quản lý bộ phận front office cho du thuyền. Du thuyền thì nó đầu tiên là mình nói qua về du thuyền một chút cho các bạn tưởng tượng. Phần lớn du thuyền thì nó giống như khách sạn trên biển, nó có thể từ 600 khách cho đến 2.000 khách cho đến 6.000 khách. Tùy vào độ lớn của du thuyền thì nó sẽ tùy vào loại hạng của du thuyền thì nó sẽ cần số lượng thuyền viên nhất định. Về khách sạn như là trên biển thì mình sẽ có ở trên đầu, ở đây là từ captain, staff captain, thuyền trưởng, thuyền phó, sẽ có chiếc khách sạn du thuyền sẽ chia làm hai phần, một phần là marine và một phần là khách sạn. Thì mình đoán là các bạn sẽ hỏi về phần khách sạn nhiều hơn là về marine. Về marine các bạn phải học trường chuyên nghiệp để các bạn ra làm rồi về phần marine. Về khách sạn thì cũng có tổng giám đốc này, có dưới tổng giám đốc thì sẽ có guest solution manager là mình, có food and beverage manager, có housekeeping. Cũng có một phần nữa mà các bạn không quen, đấy là cruise director. Ở khách sạn thì bạn không cần phải có những hoạt động như là ca hát nhiều múa, không có show, không có nhà hát, nhưng ở trên du thuyền thì sẽ có. Ngoài ra một phần đấy là revenue manager, không chỉ có liên quan như chị Sonia chia sẻ, đấy là đến phòng, hạng phòng, mà nó là thuộc nó trực thuộc vào quản lý, bao gồm shop này. Ở trên du thuyền chúng tôi cũng có shop, sẽ quản lý về spa, quản lý về sale, đội sale team là thuộc dưới revenue. Ngoài ra thì còn một phần nữa, đấy là các bạn ấy sẽ chăm chút cho một những cái phần admin job nữa và bạn Marine để quản lý luôn. Về công việc thì trong năm 2020, hãy bỏ qua cái việc là chúng ta sẽ mất khoảng tầm từ 6 tháng đến 9 tháng để phục hồi cruise line sau cái corona. Thì sẽ trong vòng 2 năm tiếp theo sau khi mình phục hồi thì sẽ cần ít nhất là 100.000 lao động. Bởi vì có hàng trăm hãng du thuyền trên thế giới. Các bạn có thể là mình chưa tìm hiểu nên mình chưa rõ. Nhưng mà nếu như các bạn có liên lạc với Benji Connect để hỏi contact của Vanessa thì Vanessa sẽ sẵn sàng chia sẻ cái đường link để các bạn tìm hiểu về công việc cũng như là có những vị trí phù hợp và trống hiện tại cho các bạn để chia sẻ với các bạn có đồng bạn online. Về bên mình, vì công việc của mình thì là mình được bên du thuyền họ approach, họ tìm được chắc là các công ty săn đồ ngựa hoặc là các cái bên quản lý họ có nhìn được profile của mình ở đâu đó và họ đã liên lạc với mình và họ approach mình để làm quản lý. Nhưng cái công việc này, vị trí này nó không quá là nhiều. Phần lớn thì các bạn sẽ có những vị trí giống như là guest solution officer, các bạn làm lễ tân, các bạn sẽ làm housekeeping, các bạn sẽ làm ở các nhà hàng khác nhau. Thì cái khó khăn lúc đầu thời gian đầu đấy mình sẽ chia sẻ luôn, đấy là thứ nhất các bạn sẽ phải làm quen với việc và thay đổi múi giờ ạ. Ngày hôm nay các bạn có thể vặn lên một tiếng. Lúc các bạn ngủ khoảng tầm 2 đến 3 giờ sáng, thời gian thay đổi các bạn vận lại một tiếng. Hai hôm sau các bạn sẽ vận lại một tiếng nữa. Tùy xem các bạn đi đâu, các bạn ở vùng nào, ở lãnh hải nào, ở châu lục nào, thì các bạn sẽ phải theo múi giờ của phần đó. Đương nhiên là khi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ khoảng tầm từ 4 tháng đến 7 tháng, chúng tôi sẽ ở một cái vùng nhất định. Nhưng mà nó sẽ chênh khoảng tầm 4 đến 2 tiếng. Chứ khi các bạn đi từ một lục địa này sang một lục địa khác, các bạn repositioning, thì các bạn sẽ cần phải đổi từ 2, 3 đến 5 tiếng.
Ngoài ra thì các bạn sẽ không có ngày nghỉ, các bạn sẽ làm từ thứ hai đến thứ sáu, các bạn sẽ làm từ thứ hai đến chủ nhật trong vòng từ 4 tháng đến 6 tháng đến 8 tháng hoặc 9 tháng thì các bạn sẽ phải làm quen. Đồ ăn các bạn sẽ được có rất là nhiều sự lựa chọn, có đồ ăn châu Á, đồ ăn châu Âu, đồ ăn châu Phi cũng có đồ ăn Ấn Độ. Ở trên du thuyền của tôi thì có khoảng 400 thuyền viên và số lượng đông nhất đấy là Filipinos và Indian. Là các bạn sẽ được ăn những cái và chef phần lớn là từ Philippines và India, nên là các bạn sẽ được ăn những cái món ăn từ những cái nơi đấy, chứ còn đồ ăn Việt Nam thì nó chỉ hơi giống một chút thôi, nhưng cũng vẫn là ăn được. Ngoài ra thì cái nguồn nước cũng sẽ khác, điều hòa không khí cũng sẽ khác. Có thể những bạn nào mà có cái cơ thể có địa dị ứng một chút, như bản thân em, anh Thành, em bị dị ứng thời gian khá là thời gian đầu, khoảng tầm từ 3 đến 4 tháng em bị nổi mề đay do cơ thể mình chưa có thể phù hợp với cái môi trường sống ở trên thuyền như vậy. Bởi vì là hàng ngày mình đều được xuống cảng, ví dụ như là khi mà tàu đến khoảng tầm là 7 giờ hoặc là 8 giờ sáng thì mình sẽ có khoảng tầm 8 tiếng đến 10 tiếng xuống cảng. Mình đến khoảng tầm 8 giờ sáng thì buổi tối khoảng 7 giờ hoặc 10 giờ tối thì tàu sẽ lại đi tiếp đến một cái cảng tiếp theo. Theo đúng mình hay nói đấy là sáng thức giấc ở một nơi xa đấy ạ, hôm ngày hôm sau thì sang ngày hôm trước. Đấy thì cái khó khăn có lẽ là thời gian này, múi giờ này, thức ăn này. Công việc thì sẽ được training rất là đầy đủ. Công việc thì chủ yếu mình sẽ có, em nghĩ là 2 đến 3 tuần đầu tiên các bạn sẽ train về mọi thứ. Các bạn chưa bao giờ biết gì về du thuyền, các bạn cũng sẽ được học về an ninh, về cháy nổ, về cái công việc mà các bạn đang làm. Dựa như bạn làm lễ tân, các bạn sẽ training về lễ tân. Các bạn sẽ làm cả ngày và cả đêm. Các bạn làm housekeeping sẽ được training với những vị trí khác nhau. Đấy là cái khó khăn mà những cái tháng đầu tiên các bạn sẽ phải làm quen. Nhưng mà sau đó thì các bạn sẽ được học rất nhiều các khóa và các bạn sẽ giữ những cái certificate đấy để khi mà các bạn quay trở lại theo hợp đồng thứ hai hoặc đồng thứ ba, hoặc các bạn đi một cái công ty khác, thì các bạn vẫn có thể sử dụng được cái certificate đấy của mình. Nếu như em nói vậy thì sẽ mất một khoảng thời gian để mà mình phải làm quen. Vậy thì bây giờ đến lúc mà mình lên bờ, vậy thì mình có bị gọi là phải mất thời gian để làm quen ngược với lại việc lên bờ không? Em thì có lẽ là chia sẻ của em, khi mà em về nghỉ thì cái việc đầu tiên và cái việc nhiều nhất mà em làm đó là việc ngủ. Tại vì thực sự là khi mà bạn đi du thuyền nó rất là êm, cảm nhận là bạn gần như bạn không cảm nhận là nó đang chuyển động. Thế nhưng mà em là một người mà light sleeper, em ngủ khá là em dễ bị thức giấc bởi những cái âm thanh hoặc là những cái chuyển động. Đấy thì em cái việc ngủ đối với em quan trọng, bởi vì là cái thời và múi giờ nó em lệch khoảng tầm 5 đến 7 tiếng. Nên là cái đấy là mất khoảng 2 tuần để mình có thể làm quen múi giờ, ngủ dậy, có những hoạt động với gia đình. Nhưng mà ban ngày thì hàng ngày thì mình đều được xuống cảng. Các thuyền viên đều có thời gian để xuống cảng, để được đi chơi, để được đi ăn, để được đi dạo. Mà em rất là bận, mà du thuyền khá là thoải mái. Miễn làm sao bạn show up vào cái giờ mà bạn đã được assign, bạn đã được đặt trước. Cái lịch trình tức là theo cái gọi là, mình gọi là tham thời khóa, gọi là gì nhỉ? Routine. Roster, đúng rồi, theo cái roster của mình, chính xác đấy ạ. Còn lại thì miễn làm sao, ví dụ như là tàu đi lúc 5 giờ ấy ạ. 4 giờ 15 các bạn phải có mặt, thì tức là 4 giờ 15 các bạn thuyền viên phải có mặt. Vì nếu như các bạn về muộn ấy thì chắc chắn là thuyền sẽ không đợi đâu ạ. Kể cả khách cũng vậy, và bọn em sẽ phải gửi lại passport và mọi người sẽ phải tự tìm cách để đến cái cặp thuyền ở cái tàu của cái cảng tiếp theo. Cho nên bị say sóng rồi. Dạ. Em bị say sóng không? Em rất là may mắn là từ bé chưa bao giờ bị say xe. Như là say sóng như anh thì có đi được không? Em nghĩ là mất bao lâu để quen. Em không nghĩ là có vấn đề gì đâu ạ, bởi vì hiện tại thì có rất nhiều những cái sản phẩm y tế hỗ trợ, có những cái chống say sóng, mà thực ra nó là cái huyệt, nó chỉ cần ấn vào hai cái huyệt tay ở đây, có những người say sóng rất là nặng, họ cũng không thể cảm nhận được cái gì luôn, trừ khi nào mà gió rất là lớn, khoảng tầm 24 hải lý chẳng hạn, hoặc là 44, từ 24 đến 40 hải lý, tự nhiên cột sóng cao từ 12 đến 15 mét, thì may ra lúc đấy anh mới sẽ cảm thấy là kiểu cảm giác là cả thế giới lúc đó nó sẽ quay cuồng. Nhưng mà ngoài ra thì mọi thứ khá là êm, và thường thì tàu sẽ có những cái bộ phận định hướng cùng với cả navigation officer để mà tránh những cái hải trình nó bị bão này, hoặc là bị những con sóng lớn, hoặc là bị cái luồng nước giữ, thì phần lớn bọn em sẽ chọn cách là bọn em sẽ tránh. Bọn em sẽ không đi vào đấy, kể cả phải hủy cảng hay là phải hủy cái ngày hôm đấy lịch trình mà em thay đổi, thì bọn em cũng sẽ đổi để đảm bảo cái sự an toàn cho du khách. Một câu hỏi tiếp theo cho em luôn, kinh nghiệm để xây dựng cái resume, cái sử dụng lý lịch của mình.
Các bạn cần phải xác định trước là mình sẽ theo như chị Sonia nói, là ví dụ như là chị Camelia muốn làm sale, bạn Sonia cũng muốn làm sale, các bạn muốn làm công việc op admin, trong khi bản thân Vanessa thì lại rất là muốn làm tập trung về operational, là liên quan đến cái vận hành theo hàng ngày của khách sạn. Thì các bạn phải xác định cái việc đấy từ rất là sớm. Các bạn nên hãy để khoảng tầm học kỳ thứ 3, tức là năm lý thuyết thứ 2, các bạn hãy xác định xem là rồi khi mình tốt nghiệp ra mình muốn làm sale, mình muốn làm marketing, mình muốn làm văn phòng, mình muốn làm key sale hay là mình muốn làm operation. Khi bạn xác định được rồi thì các bạn sẽ chọn được cái năm thứ 2 đấy, cái placement đấy để cho phù hợp với cái portfolio mà mình muốn xây dựng, cái resume mà mình xây dựng. Sau khi bạn xác định được rồi thì các bạn sẽ tìm những công việc phù hợp. Ví dụ như là bạn, em muốn làm operation nhưng em muốn làm về food and beverage, em chỉ muốn làm food and beverage thôi. Thì vậy thì các bạn sau này các bạn đặt mục tiêu là các bạn muốn trở thành food and beverage manager hoặc là director of food and beverage. Thì mình sẽ tìm xin công việc, ví dụ mình sẽ làm banquet. Năm thứ nhất mình làm banquet rồi thì năm thứ hai mình sẽ làm nhà hàng. Mình sẽ làm fine dining, mình phải hiểu rằng nhà hàng nó sẽ có rất nhiều những cái outlet khác nhau. Ví dụ như là quầy bar cũng vậy. Quầy bar thì chỉ có bar mà ví dụ cocktail bar, tùy theo quy mô của nhà hàng, quy mô của khách sạn, nó sẽ càng nhiều bộ phận mà các bạn có thể làm, các bạn giao tiếp, các bạn được học thì sẽ tốt hơn là các bạn chỉ làm một bộ phận. Ví dụ các bạn muốn làm food and beverage mà các bạn chỉ làm banquet thì các bạn không thể nào có thể phát triển để trở thành food and beverage manager. Các bạn cần phải làm bar, các bạn làm nhà hàng, các bạn làm lounge. Nếu như các bạn làm front office thì các bạn cũng nên thử làm housekeeping khi mà ở học ở trường. Nhưng khi đi placement, mình không khuyên các bạn học trường Blue Mountains, hotel management, làm housekeeping placement. Các bạn có thể chọn con đường lên trở thành chief executive housekeeper, nhưng con đường đấy không, phần lớn sẽ không hề dễ. Mình sẽ phải cạnh tranh với những cái khả năng cái trường mình cao hơn, với các bạn Philippines nè, các bạn Indian, các bạn Ấn Độ, các bạn đấy thì rất là nổi tiếng và giỏi vì trở thành là chief housekeeper ở kể cả những khách sạn 5 sao hay là trên du thuyền cũng như vậy. Mà các bạn hãy nên đi về front office, các bạn có thể làm reservation, các bạn có thể làm communication, telephone communication, tức là các bạn làm tổng đài, hoặc các bạn có thể làm về lễ tân, các bạn làm guest relations officer, những nhân viên chăm sóc về những khách hàng thân thiết. Về loyalty loyalty program của các tập đoàn như IHG hay Accor, và các bạn có thể làm duty manager, các bạn sẽ hướng phát triển lên làm assistant front office manager, rồi là front office manager, rồi room division manager. Thì sau khi các bạn xây dựng được, các bạn xác định được là mình muốn làm gì thì mình sẽ chọn các công việc phù hợp. Khi các bạn đi làm, các bạn nên cố gắng để xin, mình có thể cross training, ví dụ mình làm lễ tân thôi nhưng mình sẽ xin được cross training sang reservation. Tại sao ạ? Tại vì reservation nó là cái nền tảng cốt yếu, nền tảng cơ bản của về phần đặt cái việc đặt phòng, để đó là nền tảng cơ bản của lễ tân. Okay. Nói ra thì có vẻ là các bạn chưa hiểu rõ, nhưng tại sao nếu như không có reservation, nếu như khách không đặt phòng thì các bạn sẽ không có phòng để bán, các bạn sẽ không thể quản lý được nó, các bạn không hiểu về nó cặn kẽ thì các bạn không thể nào sử dụng được Opera một cách thuần thục nhất. Các bạn đổi phòng, các bạn assign phòng, các bạn giật phòng cho khách, rồi các bạn upgrade khách hay là nhìn những cái đọc về occupancy, đọc về những cái con số. Các bạn hiểu về reservation rồi, các bạn có thể làm tổng đài, các bạn có thể làm bất cứ một vị trí nào. Sau đấy làm lễ tân, bạn có thể xin questioning sang guest relations officer, để khi các bạn xin làm questioning sang concierge, để cái mình xây dựng cái resume của mình theo một cái chiều sâu và cả chiều rộng và chiều sâu, chứ không phải chỉ là mình làm cùng một vị trí lễ tân sau khoảng 2 năm sau mãi tại sao mình chưa lên được quản lý, hoặc là mình không lên được những vị trí cao hơn. Đấy là vì mình chưa dành thời gian để mình tận dụng và để học hỏi thêm những cái kinh nghiệm hoặc những cái kỹ năng mà mình cần để phục vụ trong cái công việc mà mình muốn hướng tới. Rất là cảm ơn em. Anh nghĩ là câu hỏi của bạn Văn Hoàng, đúng không? Lê Văn Hoàng, là đã được chị Vanessa chia sẻ rất là cụ thể. Cơ bản anh thấy là mình phải có sự chuẩn bị, tức là mình phải có sự hiểu biết về cái định hướng của cái ngạch mình muốn đi. Mình phải rõ về chuyện đó trước khi mình bắt đầu mình xây dựng một cái resume giống như là nó giống như một cái nó gọi là sổ tay kỹ thuật, để loại nó phản ánh cái lộ trình nghề nghiệp của bạn, nhưng mà nó phải rõ, tức là bạn ít nhất bạn phải biết được là bạn muốn đi đâu. Bạn phải tìm hiểu để biết được là mình muốn đi đâu chứ. Và ngoài ra em nghĩ là cũng rất quan trọng khi việc các bạn chuẩn bị và các bạn muốn bản thân mình biết bản thân mình muốn cái gì, và mình nắm bắt cơ hội. Nếu như các bạn nhận được một lời mời từ LinkedIn, apply một vị trí mà bạn có thể bạn không thích đâu, nhưng hãy dành thời gian để đọc
những cái job description của cái công việc đấy, hoặc là về cái nền tảng của khách sạn đấy. Khi người ta đã approach bạn, những người người ta đã tìm đến bạn, người ta gửi cho bạn những cái đường link chứng tỏ là người ta đã tìm hiểu về hồ sơ của bạn, người ta cảm thấy rằng họ hứng thú với hồ sơ của bạn, nên người ta mới dành thời gian, kể cả đấy là đường người ta copy and paste, chứng tỏ người ta phải tìm hiểu về bạn rồi người ta mới gửi. Vậy hãy mất thời gian, hãy tìm hiểu xem, hãy đọc thử xem liệu mình có phù hợp không, thậm chí là hãy thử những cái mình chưa bao giờ mình thử. Bởi vì nhiều khi các bạn không biết được, như bản thân Vanessa khi nhận được công việc làm du thuyền, chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ làm du thuyền, và đến bây giờ thì mình cảm thấy rất là mừng và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc là mình đã chọn và mình đã quyết định làm công việc này, bởi vì đây là những trải nghiệm mà bạn sẽ không bao giờ có thể mua được. Ngoài ra, nếu như các bạn không hứng thú thì các bạn đừng quên là trả lời một cách lịch sự những người ta đã gửi link cho mình. Đấy là một cách để các bạn duy trì các mối quan hệ. Để các bạn không hứng thú, các bạn cần hãy trả lời đơn giản là rất là cảm ơn quý công ty hoặc quý khách sạn đã hứng thú và muốn cho em cơ hội để apply vào vị trí này. Tuy nhiên em cảm thấy thời gian hiện tại em không phù hợp với vị trí, hoặc em đang có một cái quyết định khác, một cái kế hoạch khác, và em rất là tiếc. Tuy nhiên là trong tương lai thì rất là hy vọng được có thể làm việc của công ty. Đấy là một cái trả lời rất là cơ bản nhưng mà nó khá là khôn ngoan để cho mình giữ những mối quan hệ đấy. Vì như mình nói đấy, sau này có thể bạn chưa biết, bạn chưa chắc được là cái công việc trong tương lai bạn lại được offer bởi những cái người mà bạn đang có, những mối quan hệ bạn đang có. Bây giờ chưa tốt nhưng mà có thể là một vài năm nữa vị trí cao hơn nó lại phù hợp với mình hơn. Cảm ơn em. Câu hỏi tiếp theo anh nghĩ là chị Sonia sẽ rất là sẵn lòng trả lời. Chị ơi, các lỗi thường gặp trong ngành quản lý khách sạn là gì ạ? Lỗi thường gặp. Theo chị Sonia thì những cái lỗi nào, những lỗi thường gặp trong ngành này? Vâng, thế thì chị trả lời. Thực ra thì về kinh nghiệm chị làm quản lý thì cũng không phải quá lâu, vì thế có thể là chị Vanessa sẽ biết nhiều hơn. Nhưng nói chung là cơ bản về lỗi ở gặp ngành khách sạn là ngành dịch vụ bây giờ là 60% của kinh tế thế giới, thì là lỗi lớn nhất là giữa con người và con người. Đấy là chị thấy lỗi lớn nhất. Tại vì là về lỗi thì thực ra là nói chung là service thì ngành dịch vụ thì là sẽ không bao giờ, nó không phải lúc nào cũng hoàn hảo, và có thể gặp gọi là fault như mình gọi. Ví dụ fault ở khách sạn, ví dụ ở một phần khách sạn bị mất điện, chị lại lấy ví dụ đơn giản. Đây lỗi không phải do khách sạn, tại vì là mất điện thì đương nhiên là không phải lúc nào anh biết trước được, ví dụ nó là bị chập nguồn điện, thì thường là để xử lý cái lỗi đấy thì là mình sẽ có bộ phận engineering, mình sẽ xử lý nhanh hơn, và thêm mình cũng sẽ bảo cho khách ví dụ xử lý trong bao nhiêu lâu, 10 phút, 15 phút, nửa tiếng, một tiếng, là tùy. Đấy là ví dụ như là lỗi mà không ở ngoài kiểm soát. Hoặc Internet thì còn tùy đường truyền, nó còn tùy nhà cung cấp. Ví dụ như là các bạn cũng biết là mới có chuyện là tại sao Internet ở Việt Nam kém. Internet ở Việt Nam kém không phải là do VNPT hoặc là do FPT, do là ở dưới biển thì cá mập nó cắn mất cái đường cáp. Thì là cái đấy là sẽ là chuyện đương nhiên là mình phải mất thời gian. Ngoài tầm kiểm soát thôi mà. Đúng rồi, nói là ngoài kiểm soát. Còn ví dụ lỗi về thường là lỗi, đấy là ví dụ lỗi là ngoài tầm kiểm soát, thì mình sẽ thường là phải, nói chung một cách mà mình xử lý thì mình phải trả lời cho khách luôn, và mình phải báo cho khách là mình đang làm việc, ý như một cách lịch sự mình đang cố gắng hỗ trợ, và mình theo dự đoán của mình sẽ xử lý trong bao lâu thì xảy ra. Còn lỗi mà giữa con người là nó gọi là gì nhỉ, không hiểu nhau, như tiếng Việt mình nói bà ông nói gà bà nói vịt ấy, thì ý nghĩa đấy có thể xảy ra trong lĩnh vực service. Ví dụ khách họ bảo là tôi khó ngủ vì ồn. Thế thì hỏi là bây giờ thì phải mình phải ý nghĩa là hỏi là không được trả lời. Ví dụ như là ô khách sạn tôi có cái gì ồn, tôi đang ở rừng mà. Phải hỏi là ví dụ như bạn nghe thấy tiếng ồn ở đâu, tại sao bạn thấy khó ngủ. Ví dụ tiếng ồn đấy là mặc dù khách sạn mình ở rừng, nhưng ví dụ có hàng xóm họ đang nói chung là ví dụ họ quen thức đêm, họ bật nhạc để họ ví dụ như là enjoy cuộc sống, hoặc là như weekend, weekend hoặc là quẩy. Đấy, ví dụ như là chị làm Airbnb thì là cái đấy cũng có thể một vấn đề gặp, ví dụ thế. Thì đấy là mình phải hỏi để mình còn hiểu là tại sao, là lý do tại sao họ thấy khó khăn. Thì mình để mình xử lý vấn đề, không phải là mình cãi khách là khách sạn tôi ở rừng sao mà như này. Hoặc ví dụ như là khách có thể là về dọn phòng ấy, như housekeeping như chị Vanessa chia sẻ, dọn phòng thì sạch và bẩn. Ví dụ như có những khách thì là họ thấy là tiêu chuẩn, ví dụ ở chợ, ví dụ như là họ là người rất là sạch sẽ, ví dụ người Nhật.
họ thấy ví dụ một vết ở gương đối với họ là không đạt yêu cầu thì họ bảo phòng bạn bẩn, thế mà thì phải hỏi là bẩn ở đâu, không phải là cái là ui phòng tôi dọn là phải lúc nào cũng sạch và lúc nào cũng check, thì đấy là gọi là vấn đề communication. Và thêm nữa thì theo chị làm ở Việt Nam, chị thấy là có những thứ người Việt ở trong service thì thực ra nhiều thứ rất là tốt, hospitality rất là nhiệt tình, rất là hiếu khách, nhưng có một thứ là có thể là theo chị làm việc chị thấy là thứ nhất là điểm là communication hơi kém. Do thứ nhất là do tiếng Anh thì người Việt mình cũng chưa tốt bằng, ví dụ Philippines hay Indonesia thì họ khéo hơn mình về xử lý vấn đề. Còn người Việt mình thì có thể là nghe nhưng mà mình nghe chưa 100% và mình chưa cố gắng hiểu văn hóa người ta, thì nó lại do cái quan điểm cãi nhau. Ví dụ các bạn xem review của nhiều bạn Tây bảo chữ tôi ở đây không ổn, tôi thấy chủ không thông cảm với tôi. Thực ra là chỉ vấn đề, còn chủ thì bảo là khách này thì không cooperate với tôi. Thực ra đấy là chỉ vấn đề chính là giao tiếp. Ví dụ như là khách giao tiếp một việc, còn chủ, ví dụ như là chủ về căn hộ hay chủ khách sạn giao tiếp cái khác thì không hiểu nhau. Đấy là chị thấy là một trong những gọi là fault trong ngành khách sạn, là đa số là chị thấy là ví dụ về, nếu mà thật sự về communication skill, people skill, và nói thật là mình làm ngành nào không ở mỗi khách sạn, mình phải biết thông cảm cho người ta hoặc là cố gắng là put yourself in their shoes thì mình sẽ thành công hơn. Cảm ơn em, cảm ơn Sonia. Anh nghĩ là câu trả lời của chị Sonia nó rất là đa chiều, và anh tóm tắt lại một chút thì theo anh hiểu nó sẽ nằm ở cái khả năng mà các bạn, các cái người làm trong ngành này họ handle, tức là họ xử lý cái tình huống đó. Vì chị Sonia có trả lời câu hỏi là huấn lỗi từ phía người. Rõ ràng là ở trong mỗi ngành dịch vụ thì nó có thể xảy ra mọi cái loại hình lỗi, chúng ta không thể nào liệt kê ra hết được. Nhưng cái cách quan trọng nhất, cái mấu chốt nó nằm ở chỗ là cái người làm trong cái ngành đó, cái vị trí đó, cái vị trí cao hơn, họ xử lý cái tình huống đó như thế nào. Đó mới là cái điều mà anh nghĩ là rất là giá trị, rất là quan trọng, đến từ những cái kinh nghiệm thực tế. Và để làm sao đó mình làm cho cái tình huống nó trở nên tốt hơn, thậm chí là nó tích cực hơn. Thì đó là cái, anh nghĩ là cái cách mà các bạn có cái cân nhắc muốn theo cái ngành này đó, phải nhìn được ở góc độ đó. Chứ không bây giờ mà ngồi mình liệt kê ra hết các lỗi, những cái lỗi mà nó không đến từ khách sạn, ví dụ như là nhà hàng xóm họ bật nhạc hay là cúp điện, thì chúng ta không thể nào xử lý, có một cái khung xử lý như vậy được. Cảm ơn Sonia. Và câu hỏi tôi nghĩ là rất là nhiều bạn đang quan tâm về tình hình của nước Úc, tình hình chung của các cái quốc gia mà có ảnh hưởng bởi cái COVID này quậy quá. COVID này đến ngày hôm nay đã có mặt ở gần như tất cả mọi nơi rồi. Và COVID đang ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến sinh viên của nước Úc? Anh cần nối máy với lại thầy Raphael. Hello Raphael. So I think this is somewhat important for the parents and the students to understand the current situation in Australia. So if you would be able to give us some updates from Australia, and specifically in terms of the course of actions, the supporting of Blue Mountains and William Blue of the school, Torrens University, to support the Vietnamese student, the student community in specific. And that would be appreciated. Maybe let's start first with prospective students. Absolutely, yep. Everyone who is online is maybe considering to study with us in the future. So the important part there is, from a university perspective, it is business and studying as usual. We were in the great position to be able to transition to online studies very easily. And that's been in place since 2 weeks now for current students who are on campus, and new students who will join us in April, and by the looks of it as well, July will very likely, for April definitely, for July likely, study online as well.
So what that means first, if you're considering to join us, for example, you are finishing high school, you're finishing university, and I'm obviously aware that currently you may not be able to go to school. If you're joining in July, if that's physically possible, most likely for Vietnam anyway not, because you haven't finished your high school or university by then, it would very likely be online. If we're talking of September now, I think it's very likely that we'll be back in Australia. As most of you know, the border has been closed for non-citizens, which means no one in terms of a foreigner is able to come to Australia right now to prevent the import of the disease, because at the moment it's still reasonably small in terms of the spread in Australia, so it will be quite easy to contain. From a learning perspective, if you would be questioning yourself, how is it to study online? So for students, which obviously we have an intake in April, which are starting pretty much in 2 weeks with us, we recommended them to take a lower study load while they are studying online. So for example, if you're doing a bachelor degree, normally you're doing 4 subjects per term. We said, take 2, so you can see how you can ease in with the situation. There is the same support available online, what you would have if you would be on campus. So that has absolutely no change for you. It actually, you can save some money. Why? Because you don't need to pay Australian living fees, because you can still stay at home from that perspective. And because if we look a little bit forward, if you would be worried that it may impact your post-study work visa, I think from a worst case scenario at the current stage, it looks like it's back in late September. And that would have absolutely zero impact on your post-study work visa, even if you would start right now in April with us. For master students, because I'm sure there are some postgraduate students in the chat as well, normal study load with us is 2 subjects per term, because we have 4 terms per year. Again, we recommend take half of the load, do 1 subject a term if you want. Of course, you can do 2 subjects a term as well. Then there is again no problems or difficulties with being eligible for the post-study work visa when you would return in September. That's generally the most important one. If you are having a question, how are current students doing who are studying with us and who are on campus right now, the great situation of Blue Mountains, and that's really one of the big differences in comparison to any other hotel management school in Australia, really, that all of the bachelor's degree students in year 1 and year 2 stay on campus. And the campus is as such a secure environment, which means students at this stage basically don't leave the campus unless there is a serious reason to do so. They are on an all-inclusive basis, as I say, because it comes with all of your meals, all of your beverages. And because it is a secure environment and there are no viruses in there as such, yes, the academic study component is as well done online, but you're still doing as well the practical training and the practical learning during the bachelor degree while you're studying at the Lura campus. And that means that students still progress more or less in the original proposed study curriculum. If we think of students which, for example, are coming back from an internship and are joining the Blue Mountain Lura campus, for example, for the year 2 academic studies, we don't allow them to mix straight into that secure campus environment. But again, the benefit is that we operate a hotel, as you saw in the presentation, which is called Nasuto Lura Gardens. And students will stay in Nasuto on a single room basis, because sharing would not make sense for quarantine. Again, your meals are provided, that's included in your price, so there's nothing extra to pay. And after the 2 weeks, you basically can move in with your normal roommate and go on with your studies. For students
quickly maybe to have a look at postgraduate who are studying at Sydney or Melbourne right now. Those who are studying there, they would have their accommodation, to stay at home and do their online classes. So there are no face-to-face classes similar at bachelor, definitely not for the master's as well. The master's has some practical components as well. Those are being pushed back at the moment because similar as to most parts in Asia, all of the hotels as such would be either closed or empty, you know. So, and as we all know, social distancing is the new trend word. Therefore, it would not be practical to be in a CBD environment with multiple people together. So at the moment for the master's degree students, it's focused on the theoretical programs. And then later in their study period, they will catch up with some of the practical subjects before they go on the internship. Great, thank you. So it looks like we do have some advantages from the campus facility perspective. So we have certain amount of rooms that you can actually isolate or quarantine the students once they come back to campus, either in Lura, not in Sydney. Because master's is basically you stay by yourself. Yeah, so master's is like every normal university student stays at their own accommodation. So that would be different. But for bachelor degree students in year one and year two, even if you join us with advanced standing, that's basically good. But the reality is right now, if you're in Vietnam, we're in Australia, you can't come to us at the moment, because the border is closed for non-citizens, yeah? Sure, so therefore, yeah. Students will need to do online study for the time being. Okay. No, I mean, that's what we have to deal with for the time being. That's no question. No. But this is, I think there's a very good question from the parents regarding this outbreak gonna, you know, create a huge impact on the hospitality industry. It means that there'll be less jobs available in this industry, not just Australia, but throughout the world. So what sort of, you know, trends or what sort of advice that Blue Mountain's gonna provide to our students, you know, considering they will look at that future, you know, they have to go on IP, an internship placement, and there are less jobs, they're more competitive than what sort of preparations they have to do in advance? I think it applies basically for every industry, you know. So whatever you do right now, most likely you are impacted. The only industries which maybe are great right now is medicine, but actually I wouldn't want to work as doctor because the risk of getting the disease is rather high. Yeah. So, but if you look at all other industries, they're heavily impacted now. And as quickly as things have gone down, for an obvious reason, because hotels have been closed, restaurants have been closed, public infrastructure has been closed, as quickly that goes back. Because people love A, to travel, B, they have been now in quarantine as such for quite some time. This is just the beginning right now. So imagine people are itching now already to get outside. Yeah. So the reality will be once this is over, people will travel overseas, will travel domestically, hotels will be full instantly again, and therefore obviously have the manpower demand. Yeah, I joined actually yesterday one Zoom meeting with the leadership team in Sydney who had a team meeting with our industry partners, who basically all advised that they are working all on the post-coronavirus issues, because the big problem what they're going to have, that the demand will go from zero back to 92% average occupancy where it has been before. But you can't hire within a week all of your staff members.
And a lot of hotels especially have made redundant non-essential staff members, which means they keep the key operational staff members employed throughout the period. But of the normal staff members, they would have made them redundant. But they all need them basically with a snip of the finger afterwards. Similar to aviation, you know. So if you're deciding to become a pilot, you wouldn't stop your career right now because you know once this is over, everyone goes on holiday, all the business travel comes back, and aviation and hospitality absolutely link together. So considering the big number of, especially Asian and Chinese travelers in particular, I would not be too worried that that recovery period actually takes too long. So in terms of a career outlook, it's a very positive career outlook because simply it is, people like to travel, there will be a lot of business travel, and this is a timely instance. I think it's very easy. You can look at the stock market, you know, you look at the SARS impact, you look at the financial crisis, it goes down and straight up. So it's a bit of a ditch where we're in right now, but the good part is we have already examples. You know, you can see China, things are opening up, domestic travel starting back slowly but surely, the rest of the world will follow in the next 3 to 6 months, depending on the situation they're in. Okay. Thank you. So looks like China is getting ahead. Yep. In comparison to others, you know, countries. So we'll see, but we'll definitely keep you in the loop of queries and questions from parents and students, because they're a bit concerned of the current ones that either on internship or about to finish, and they are prospective students that, you know, looking at the next intake. So we don't know which intake they can physically join. So we'll keep you in the loop of our pipeline. But for the time being, I guess that's very much as we have from the attendees. Thank you for joining us. Pleasure. Cảm ơn Sonia, cảm ơn Tâm và Vanessa, cũng như là cảm ơn tất cả các em và các quý vị đã tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Tư vấn viên của Chuyên Connect một lần nữa sẽ rất là sẵn lòng để giải thích thêm, làm rõ hơn những cái câu hỏi của quý vị và các em. Chị Vanessa cũng đã đề cập rồi, nếu như các em nào có muốn biết thêm thông tin về công việc của chị Vanessa, chị Sonia, cũng như là những cái liên quan đến về yêu cầu đầu vào cũng như là chi phí của trường Blue Mountain, thì anh chắc chắn là chị Tâm và chị Sonia cũng chị Vanessa rất là sẵn lòng để trả lời, cũng như là đội ngũ tư vấn viên tại Chiconnect. Một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã tham gia buổi sự kiện chiều hôm nay, and goodbye from Chiconnect. Bye. Thank you. Bye-bye.